chú sóc Edward đang muốn cất giữ quả hạt rẻ của mình dưới lớp băng, không ngờ lại tạo nên một vết nứt làm ngọn núi băng lớn tách làm hai. Thế nhưng mặc kệ cái chết, trước mắt sóc ta vẫn không thể bỏ quả hạt rẻ ở lại. Chú sóc ngay lập tức bị những tảng băng vây từ phía kẹt lại. Một hồi sau chú sóc Edward lại bị bắn ra, cũng may là hạt rẻ vẫn còn nguyên vẹn. Vui mừng chưa được bao lâu, một bàn chân khổng lồ dẫm xuống khiến chú và hạt rẻ đều bẹp dí. Sau đó lại thêm vô số bàn chân khác đạp lên, thế giới tiền sử với vô số khủng long và những con thú khổng lồ thật nguy hiểm. Hóa ra đó là một đoàn thú đang di cư để tìm một vùng đất ấm áp, thế nhưng người thành công luôn có lối đi riêng, cả đoàn đang nối đuôi nhau đi, thì xuất hiện từ đâu một con voi ma mút đi ngược lại. Những bước chân của voi ma mút làm rung chuyển cả nền đất xung quanh, vô tình đánh thức chú lười Sít đang ngủ trên cây. Sít vừa tỉnh dậy nhìn qua nhìn lại đã không thấy gia đình của mình đâu, đúng không sai với cái tên lười, khi Sít vẫn mải mê ngủ thì đồng loại đã di cư đi hết rồi. Hảo đồng loại, đã nhọ thì thôi, vừa bước đi lại dẫm phải phân của chú rùa. Gần đó xuất hiện hai con tê giác đang say đắm trước vẻ đẹp của bông hoa duy nhất còn sống sót trong cái kỷ văng hà này. Đúng lúc này Sít ngang qua chùi đôi chân bẩn của mình vào đống lá cây dưới đất, đã vậy còn tiện tay chén luôn bông hoa trước mặt chúng, kết quả là bị chúng rượt chạy thục quần. Đang cắm đầu cắm cổ chạy, bỗng nhiên Sít va vào bờ mông quyến rũ đầy lông của Manny. Sít vui mừng muốn nhờ voi ma mút giúp đỡ, với khả năng mồm mép của mình, rất nhanh Sít đã dụ dỗ được thứ bảo kê. Hai con tê giác nhìn thân hình khổng lồ của Manny, không hề thấy rén quyết lao vào sống mái một phen. Với sức mạnh của hai người chúng tí nữa đẩy được Manny và Sít xuống vực, thế nhưng Manny dùng sức lật kèo đẩy văng bọn họ đi. Sít thấy voi ma mút đánh bại được hai con tê giác kia, hồ hởi nhảy vào ôm Manny. Điều này lại vô tình đẩy cả hai xuống vực, đúng là báo quá báo mà, may đây là một thung lũng đông nên cả hai vẫn an toàn. Manny bực tức bỏ đi, chứ ở thêm với thằng này chắc không sống nổi quá 10 phút, hai con tê giác ở trên vẫn không ngừng chửi với Sít. Ở một nơi cách đó không xa tồn tại một bộ lạc của con người tiền sử, dân làng đang sinh sống tại những căn lều ấm áp, mà không nhận ra sự đe dọa từ những con hổ nanh kiếm theo dõi từ xa. Con đầu đàn quyết định sẽ bắt cóc một đứa bé để ăn thịt, do cha nó đã diệt vô số đồng loại của chúng, đàn hổ dự định sẽ thực hiện cuộc tấn công vào tờ mờ sáng hôm sau. Trong khi đó Manny đang thu thập những cành cây để dựng lên một túp lều, mặc kệ Sít đang làm trò con bò luyên thuyên, rằng sẽ dùng mấy cành cây nhỏ tạo thành một đống lửa để sưởi ấm. Ai ngờ đêm đấy trời lại đổ cơn mưa tầm tã, Sít chỉ có thể mặt dày xin ma mút cho mình ở nhờ trong lều. Manny miễn cưỡng cho Sít mượn chiếc đuôi của mình làm ô. Sáng sớm hôm sau lũ hổ nanh kiếm đã bao vây ngôi làng như kế hoạch, ngay lập tức cả bọn lao đến tấn công. Trong lúc người dân trong làng đang bận chống trả, con hổ tên Diego đã lảnh vào sau định bắt cóc đứa trẻ, người mẹ quyết tâm muốn bảo vệ con trong lều. Bà cầm gậy đánh một cú vào mặt Diego rồi chạy ra ngoài, người bố muốn bảo vệ vợ con nhưng lại bị đám hổ chặn lại. Diego dồn hai mẹ con đến vách núi, bây giờ đường nào cũng là đường chết, dù vậy bà cũng không để lũ hổ bắt được con mình. Bà trực tiếp ôm con nhảy xuống thác nước để số phận tùy ý quyết định sinh mạng, Diego thấy vậy lập tức quay lại báo cáo cả đàn rút lui. Đúng lúc này thì dân làng cũng đuổi tới, Diego có nhiệm vụ phải lần theo dấu vết và mang xác đứa trẻ về, nếu không tìm thấy thì chúng cũng sẽ diệt luôn Diego. Manny và Sít bên này đang đi tìm kiếm nguồn nước, bỗng nhiên đập vào mắt họ là cảnh một người mẹ đang ôm con bám vào cành cây bên bờ. Người mẹ dùng chút sức lực cuối cùng của mình bơi đến gần bờ, để con của mình lên đó với ánh mắt cầu cứu hai con vật. Manny chưa kịp phản ứng gì thì bà mẹ đã bị dòng nước cuốn trôi đi mất. Do không muốn có thêm phiền phức nên Manny định không mang theo đứa trẻ đi, nhưng Sít thì lại muốn đưa cậu bé trở lại về với gia đình mình. Thấy Manny không có ý định giúp đỡ, Sít chỉ đành một mình ôm đứa trẻ trèo lên đỉnh núi. Người ta nói có đức mà không có tài thì làm gì cũng khó, Sít vụng về không những không leo lên được mà còn làm tuột mất đứa trẻ. Bỗng nhiên Diego xuất hiện từ đâu chộp lấy đứa trẻ, nhận thấy đứa trẻ đang gặp nguy hiểm, Manny nhanh chóng cướp đứa trẻ về lại. Diego thấy Manny to lớn một đấm chắc rụng răng nên hơi rén, đây không phải là lúc dùng sức mạnh mà phải dùng đầu. Diego bắt đầu hạ giọng để thương lượng, nó sẽ đưa đứa bé trở lại bộ lạc. Nhưng dễ gì tin lời từ một con hổ nanh kiếm, Sít ôm đứa trẻ và đi với Manny để tự tay đưa nó về ngôi làng của con người. Diego cũng chỉ có thể lặng lẽ bám theo chờ thời cơ giành lại đứa bé. Khi vừa đến nơi thì đập vào mắt họ là cảnh hoang tàn nơi đây, mọi người đã thu dọn đồ đạc rồi đi chẳng để lại cái gì. Đang hoang mang không biết làm gì, Diego nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, hắn bảo sẽ dẫn đường đến ngôi làng. Do hổ rất giỏi trong việc tìm dấu vết, nhưng thực tế là định lừa về hang ổ của mình. Không còn cách nào khác, Manny và Sít đành để Diego dẫn đường, và thế là bộ ba bất ổn đã ra đời. Trên đường đi họ gặp rất nhiều khó khăn và thử thách, trước hết việc thay tã cho đứa trẻ, dĩ nhiên ngoài Sít ra thì không còn ai có thể làm việc này. Không biết vô tình hay cố ý, Sít lại quăng chiếc tã đầy xì lam thẳng lên mặt Manny, tức giận Manny dùng vòi đáy một cú vào đầu Sít khiến cậu choáng váng. Đứa trẻ lại bật khóc, lần này có vẻ do nó đói. Manny phát hiện một quả dưa hấu gần đấy, định lấy, bỗng nhiên một con chim đâu ra từ bụi nhảy ra cướp mất, nó nhanh chóng cắp quả dưa hấu rời đi.
Cả ba người vội đuổi theo con chim, cố gắng xin đàn chim nhường lại cho mình một quả dưa hấu, có cái nhịp em nhé, dành cả thanh xuân hàng tỷ năm để dự trữ đồ ăn cho giai đoạn băng hà, mà giờ đến xin là sao? Rồi chỉ có ba quả là sao mấy cha nội, hết cãi nên mấy bố chuyển qua chế độ ỷ đông hiếp yếu. Rồi ông tự té làm lăn quả dưa đến chỗ đứa bé, sau đó tạo đội hình chiến đấu mà toàn thấy bóp tim. Ném qua ném lại khiến quả dưa rơi xuống vực, cả đám lại bóp nhau lần nữa rồi kéo nhau nhảy theo luôn. Xích lén lút lấy quả khác nhưng cũng bị phát hiện, không hiểu sao cái đám đâu đâu này tranh giành kiểu gì, toàn thấy tự hủy để rồi còn một quả cuối cùng. Cả đám bâu vào tranh giành với Xích, quả dưa đến được tay Manny nhưng ngay sau đó, Manny bị một con đâu đâu từ phía sau cắn trộm nên quả dưa bay lên. Lần này định mệnh quả dưa nó lại đến được tay Xích. Từ xa nhìn đứa trẻ, Xích quyết tâm phải giành được quả dưa hấu này. Lấy hết dũng cảm lao về phía vòng vây của địch, từng con đâu đâu bị Xích hạ gục. Cuối cùng Xích đã thoát được khỏi đám đâu đâu, cứ nghĩ sẽ có một cái kết viên mãn nhưng không. Sau màn ăn mừng quá cháy thì Xích tay lỡ đập nó, hay quá xin vỗ tay, mặc dù vậy nhưng ít ra đứa bé cũng đã được no bụng. Tối đó, khi cả đám lăn ra ngủ, Diego định đánh cắp đứa bé đi, nhưng không ngờ Manny khi ngủ vẫn ôm chặt đứa bé. Lúc này đám đồng bọn cũng đi đến nhắc nhở Diego nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ủa rồi sao mày không vào mà nắm bắt, mắc mớ gì ép tao làm vậy? Hắn ta thông báo kế hoạch của mình là đưa cả đám đến lưng chân núi và nhắn với thủ lĩnh, chuẩn bị tập kích sẵn ở đó. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Manny hốt hoảng không thấy đứa bé đâu, tức giận tra khảo Diego. Hóa ra bên này Xích đang đi tắm bùn và dùng đứa trẻ để lấy le với gái. Lúc này Manny đến bên giật lấy đứa bé, Xích bám theo hy vọng có thể mượn đứa bé một lúc nữa nhưng Manny không cho. Xích chỉ đành ngậm ngùi tiếp tục cuộc hành trình. Cả đám lại tiếp tục lên đường đi tìm gia đình đứa trẻ, vừa đi vừa cà khịa nhau trên đường, từ đấm nhau cho đến ném tuyết nhưng người ăn hành nhất vẫn là Xích. Đến một đoạn núi tuyết, Diego phát hiện gia đình của đứa trẻ đang ở trước mặt, Diego nhanh chóng nói cả đám sẽ đi đường tắt vào hang núi. Cái hang này như một bảo tàng có hóa thạch, cá mắt lồi, khủng long bạo chúa, tổ tiên của Xích cũng không ngoại lệ, đĩa bay của người ngoài hành tinh có luôn. Cả nhóm tiếp tục lang thang trong hang, không may đứa trẻ trượt xuống một cái hang, cả đám hốt hoảng le vờ cực đại trượt theo phía sau. Tiếp đó là những pha rượt đuổi như phim hành động, kết thúc cả đám đâm vào nhau cùng một địa điểm. Diego thấy vậy còn muốn làm thêm hiệp nữa cho đã cái nư. Cả nhóm đi tới một nơi đầy hình vẽ của người tiền sử, Manny thấy bức tranh một con voi ma mút bị con người tấn công, ký ức hồi nhỏ chợt ùa về. Hóa ra khi Manny còn nhỏ, cha mẹ cũng bị con người diệt hại khiến nó trở nên cô độc như bây giờ. Manny nhìn đứa trẻ, sự tức giận dần biến mất, cậu ôm lấy đứa trẻ và tiếp tục cuộc hành trình. Xích đột nhiên thấy bàn chân mình nóng ran, sau đó là vô số cột lửa bốc lên, hóa ra cả đám đang đi ngay miệng núi lửa. Cả đám chưa kịp rời đi thì miệng núi lửa đã bắt đầu phun trào, Manny và Xích kịp qua được bờ bên kia nhưng Diego lại bị kẹt phía sau. Ngọn băng dưới chân Diego lúc này cũng sắp sụp đổ, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh nhảy qua phía Manny. Thế nhưng chỉ bám được hai chân trước, đúng lúc Diego chuẩn bị rơi xuống thì Manny kịp dùng vòi cứu nó một mạng. Cũng chính vì vậy mà Manny lại gặp nguy hiểm rơi xuống dưới. Cứ nghĩ Manny xanh cỏ rồi nhưng không, với hào quang nhân vật chính thì một vụ phun khí đẩy ngược Manny lên khiến cậu ngất đi. May mắn chỉ một lúc sau Manny đã tỉnh lại nhưng với đồng đội báo, Xích khiến Manny suýt tắc thở. Diego hỏi tại sao cậu lại liều mạng cứu mình, Manny chỉ đáp rằng vì họ là một đội, điều này đã khiến Diego thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Buổi tối Xích đang vẽ bản thân mình trên tường đá, vô tình tạo ra ánh lửa bay vào đám mụ cây khô gần đó, thế là cả đám có một đêm ấm áp bên nhau. Buổi sáng cả bọn đã đi gần đến phía ngọn núi, Diego lúc này quyết định nói ra toàn bộ sự thật và ngăn cản không cho đi tiếp, vì phía trước có phục kích. Biết rằng bấy lâu nay mình bị lừa nên Manny tức giận, định lấy mạng Diego, thế nhưng nó lại nói giờ chỉ có thể nghe theo mới có thể thoát khỏi đây. Cả đám bất đắc dĩ tiếp tục tin vào người đồng đội của mình, Diego đến gặp đám đồng bọn đang phục kích, bảo rằng sớm thôi sẽ mang đứa trẻ tới. Diego đang khích tướng một con khác khiến nó mất bình tĩnh lao thẳng qua chỗ Xích, những con hổ khác sợ mất phần cũng vội lao theo. Đúng lúc này Xích lôi từ dưới ra tấm ván trượt tuyết rồi bỏ chạy, lúc chạy không quên thể hiện kỹ năng lướt ván siêu đỉnh của mình cho đám hổ xem. Bay nhảy nhiều quá khiến Xích lỡ tay làm rơi đứa trẻ, lũ hổ nhanh chóng bắt được, vừa quay ra thì phát hiện đây chỉ là một đứa trẻ giả từ tuyết. Bọn hổ lập tức đuổi theo Xích, đến một mỏm đá thì Manny phục sẵn phăng bọn chúng một đòn ngất xỉu. Xích vui mừng chạy ra đón đứa bé, mà không nhận ra đang bị một con hổ bám theo sau. Lúc con hổ vồ lên thì Xích kịp lấy đứa trẻ ra khiến nó bị kẹt vào trong hốc đá. Đã vậy Xích còn đạp thêm vài phát cho chắc kèo rồi mới rời đi. Ở bên kia thì Diego đã đứng về phía Manny và quay lưng lại với đồng bọn, con đầu đàn quyết định solo với Diego, trong lúc đó đám còn lại xử Manny. Dĩ nhiên Diego không phải đối thủ so với hổ đầu đàn. Sau khi nó xử lý xong Diego thì cùng đồng bọn tấn công Manny, khi voi ma mút bị cả bọn bao vây, Diego bỗng lao ra đỡ cho cậu một cú rồi bất tỉnh. Đúng lúc này Xích cùng đứa trẻ đi đến,
Hổ đầu đàn thấy vậy tính đuổi theo thì bị Mani dùng cặp ngà to khỏe hết văng. Con đầu đàn bay thẳng vào núi, bị những tảng băng nhọn rơi trúng đăng suất. Hai con hổ thấy vậy cũng sợ hãi mà bỏ chạy, để lại Diego đang nằm thoi thóp. Cậu xin lỗi mọi người vì đã lừa dối họ, bảo hãy mặc kệ mình mà nhanh đưa đứa trẻ về với gia đình, nếu không Tuyết sẽ làm mất dấu họ. Cha đứa trẻ lúc đó đã hết hy vọng có thể gặp lại vợ con mình, nuối tiếc để lại chiếc vòng cổ của đứa bé trước khi rời đi. Đúng lúc này Manny xuất hiện khiến cả đám người sợ hãi, mà rút vũ khí ra định tấn công, Sid thấy vậy thì xỉu ngang. Nhưng người cha lập tức nhận ra đứa con mình nên vội vã ngăn mọi người lại, đứa trẻ chập chững bước về phía cha dưới sự vui vẻ của mọi người. Mọi người ai nấy đều lưu luyến nhau sau từng đó thời gian, cuộc vui lúc nào cũng phải có hồi kết. Lúc này Diego cũng hồi phục xuất hiện chào tạm biệt đứa bé, bằng hành động che mặt đầy dễ thương. Cuối cùng Manny, Sid và Diego trở thành bạn thân và tiếp tục hành trình mới của mình. Ban đầu mình cứ nghĩ đây là khủng long, nhưng nhìn kỹ lại hóa ra đây chính là hà mã. Khung cảnh diễn ra tại khu vui cho trẻ con, các bạn lưu ý là không nên chơi cầu trượt như vậy, nếu không kẻo đít sẽ nở hoa. Lũ giặc con này nghịch ngợm treo Sid trên cây, không biết giáo dục kiểu gì, chứ như này phải ăn roi. Sau đó lại còn chôn sống Sid, chỉ khi Manny và Diego xuất hiện thì mới dẹp được bình yên. Mặc cho hai người góp ý, Sid cố chấp cho rằng cách dạy của mình là đúng, bọn này lũ quỷ chứ trẻ con gì nữa. May sao Manny có năng khiếu kể chuyện, đấy thấy chưa ngoan hơn hẳn. Sai lầm khi nghe những câu hỏi hóc búa của bọn chúng, chỉ khi Diego lên tiếng hù dọa, bọn chúng mới giải tán. Hà mã vòi voi đến báo cáo có kẻ lừa gạt bọn người, tên bán hàng đa cấp đầu tiên của thế giới tên Tony, hắn nói ngày tận thế sắp đến. Khi băng tan, nơi này sẽ chìm trong biển nước. Vì thế để bảo toàn tính mạng của bản thân, mọi người hãy mua hàng ủng hộ cho hắn. Manny nguyên can mọi người chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Khi mọi người đang nói chuyện thì bị thu hút bởi tiếng vọng xuống trên núi cao, hóa ra là do Sid quá buồn nên có ý định quên sinh. Tất cả mọi người và Diego đều đồng thanh hô to, nhảy đi nhảy đi. Manny kịp thời xuất hiện cứu Sid, do băng quá trơn nên vô tình đẩy Manny ra giữa biển băng. Lớp băng này sao lại lỏng thế này nhỉ, nếu không nhanh chân sẽ chết cho mà xem. Ba người nhận ra ngày tận thế thật sự sắp đến, sự nóng lên của trái đất khiến nhiều lớp băng tan ra, chỉ còn chút nữa thôi, thảm họa sẽ ập xuống tất cả mọi người. Manny vội vàng thông báo mọi người biết, lời nói của tên Tony nói hoàn toàn chính xác, ngay cả Kền Kền cũng công nhận chính xác về điều đó, các loài vật chỉ còn vài ngày để chuẩn bị di chuyển. Đến cuối một thung lũng sẽ có một thuyền cho mọi người trú ngụ, trên núi cao một tảng băng bắt đầu nứt ra rơi xuống, bên trong còn ẩn chứa hai con quái vật kinh khủng. Vậy là mọi người thu gom đồ đạc con cái cùng nhau lên đường, vì cục phân là quà của ông và ngoại để lại, nên cả hai vợ chồng bọ hung phải mang đi. Gã dù ngốc nghếch này chẳng biết thảm họa là gì, vẫn thản nhiên vô tư chơi đùa, nhưng chỉ còn lại cái mai còn người hắn đã biến mất đâu rồi, họ nào biết có hai con quái vật đã thoát ra từ tảng băng. Lại là chàng sóc đây, vì quả hạt rẻ mà bất chấp tất cả. Xém chút nữa thì bị ngạt nước, không biết là nó ăn cái gì để sống, mà suốt ngày bám đít tìm kiếm cái hạt rẻ này. Mọi người di chuyển ngày đêm không ngừng nghỉ, Manny nhìn mình trong băng tự hỏi không biết có còn giống loài trên đời. Bỗng nghe thấy tiếng kêu của ma mút khiến cậu chạy như điên. Nhưng khi đến nơi thì bị một cơn gió mạnh thổi vào mồm. Hóa ra là một gã to béo đau bụng nên đánh rắm mà thôi. Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng càng bấy nhiêu. Emmy buồn bã đành rời đi trong vô vọng. Trên cành cây có hai kẻ không biết sợ chết là gì, dám chọc hổ răng kiếm nhà người ta cơ đấy. Bọn chúng quá tinh danh nên Sid không thể làm gì, chọc hổ vào cuộc cũng bó tay. Bị chúng đùa giỡn quay lòng vòng, cuối cùng bị cuốn vào nhau không thể thoát được. Manny ngắm mình xuống nước trong lòng buồn bã, bất ngờ một cô nàng ma mút rơi xuống trước mặt. Trong lòng tự hỏi tại sao ma mút có thể trèo lên cây, có vẻ nàng ma mút đầu óc không bình thường cho lắm. Nó tên Enly, chị của hai thằng khỉ này. Mặc dù hơi lạ nhưng thôi nghĩ nhiều cho rối não, cậy chị hai khứa kia hổ báo không sợ ai. Đang lúc combat thì mặt đất bất ngờ rung chuyển, Manny giải thích chỗ này sắp bị ngập phải nhanh chóng rời đi. Thế là bọn họ nhập vào đoàn thú tiếp tục lên đường, cơ mà chị em nhà kia đâu rồi. Loài chồn nhỏ bé ban ngày đâu dám xuất hiện bao giờ, vừa nhìn thấy diều hâu trên trời liền lăn ra giả chết. Mặc cho Manny giải thích, Enly vẫn không chấp nhận sự thật, mấy người cứ tiến đâu biết nguy hiểm ngay dưới chân. Con quái to béo vậy mà có thể phá băng leo lên, trông giống cá sấu hung dữ. Thấy con quái vật trước mặt khiến Diego đứng đực ra như trời trồng, Sid chỉ còn cách cắn vào đuôi hổ, mới giúp hai người kịp thời thoát khỏi móng vuốt quái vật. Cá sấu lao hẳn lên mặt nước tấn công Manny, những cặp ngà của Manny khiến nó bất lực chịu thua. Đậu xanh đậu đũa đậu đỏ đậu đen, khó nhai quá đành bỏ đi đỡ nhục. Bên này chú sóc vẫn không buông tha quả hạt rẻ. Vừa bắt được lại bị rơi xuống nước, xung quanh ta toàn ghệ đẹp. Edgard bị một con cá ăn thịt cắn tay, điều này khiến ánh mắt sóc ta thay đổi, trở thành một bậc công phu đập lũ cá tơi bời. Ngờ đâu hạt rẻ bị Kền Kền cướp mất, quả hạt rẻ chịu nhiều drama nhất vũ trụ. Enly bên này cứ thích làm trò cho hai anh em chuồn túi, khiến Manny bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nghe lời Eddie,
Em Utras nghịch dại, mốt đâu không thấy chỉ thấy cậu đập mặt vào cây. Evk ơi, dã man như thế không chết mới là lạ. Enly không quan tâm sự tình chỉ biết trách móc Manny. Đứa em út bật khóc cuối cùng SD, đột nhiên sống lại khiến mọi người mừng đến nỗi rơi cả nước mắt. Cảm tính ngốc nghếch khiến Enly mắc kẹt dưới gốc cây khô, cô phải bỏ liêm sỉ nhờ Manny giúp đỡ cho mình. Enly và Manny tách đoàn đi tâm sự riêng biệt, nhìn cảnh vật ở đây Enly bắt đầu nhớ được gì đó. Hóa ra năm xưa khi mà tuyết trắng bao phủ khắp nơi, một mình Enly lạc đến nơi không người tương thích, sự cô đơn khiến cô nghĩ chỉ có một mình trên đời, khi một chú chồn túi xuất hiện cứu vớt cuộc đời cô nàng. Đến bây giờ cô mới nhận ra mình là một con ma mút, sự mạnh dạn khiến Manny ngại ngùng, anh chàng bị nàng Enly trêu đến đỏ cả mặt. Chú sóc trèo lên trên tổ kền kền nhặt bé hạt rẻ, đúng lúc kền kền con trong trứng cũng chui ra, không ngờ chúng cũng hứng thú với hạt rẻ trong tay sóc. Cuộc tranh cướp không có hồi kết được diễn ra, kền kền mẹ bỗng đâu xuất hiện, Edgar tạm biệt hạt rẻ mà xin vĩnh biệt cụ. Sid và Diego lúc này đang nói chuyện gì không rõ, có vẻ chuyện này chứa phần nhàm chán nên hổ bỏ đi. Sự rụt rè của Manny đã khiến cho Enly khó chịu, cứ thế dẫn hai em lạnh nhạt rời đi, không quên tắt lửa mọi người. Cứ như vậy họ di chuyển trong đêm tối, khi nhận ra có gì đó thì đã quá muộn. Khung cảnh lên thơ nhưng tâm trạng không cho phép, giờ chỉ còn biết hợp tác với nhau mà vượt qua khó khăn. Trước cái chết hai người mới chịu nhận lỗi của mình, may sao cơ hội tới, mọi người chạy vội lên bờ. Nhờ có hai cái vòi mà Diego mới thoát một kiếp. Tình cảm hai người cũng từ đó trở nên thân thiết hơn, Enly quả thiệt một người chị hết sức chu đáo. Bọn họ cứ thế tiếp tục trải qua đêm đầy nguy hiểm. Sid ngủ say quá không biết mình đang bị kéo đi, đến khi đập đầu vào cành cây thì mới chịu tỉnh dậy. Đồng loại nhìn thấy cậu đều cúi người như tôn kính vị vua, cậu được đến một quảng trường khá lớn. Một con chồn nhỏ đưa Sid hai hòn đá lửa, trước sự mong chờ của mọi người, Sid nhẹ nhàng đập một cái. Chúng thấy ngọn lửa cháy lên một cuộn dây led rực rỡ, làm theo động tác của anh chàng Sid. Cứ ngỡ mình thực sự trở thành một vị vua oai hùng, trong lúc thăng hoa thì bất ngờ chưa bà già. Chúng ném Sid xuống đỉnh dung nhan để hiến tế thần lửa, may sao cậu vô tình thoát được tai nạn. Về đến nhà, Sid kể cho mọi người nhưng chẳng ai thèm tin. Họ bỗng thấy rất nhiều kền kền đứng bên đường, chúng đang mong chờ một bữa tiệc trong ngày tận thế. Cùng vượt qua khó khăn trên đường, cùng hát bài ca mừng ngày vui. Lúc này con thuyền trong truyền thuyết ngay trước mặt, nhưng để đến được đó cũng không dễ dàng. Chỉ một sai lầm thôi có thể khiến bạn trở thành món nướng hấp dẫn. Nhưng Manny vẫn cố chấp vượt qua, suýt nữa bị nướng chín. Quá nguy hiểm, Enly khuyên mọi người nên đi đường vòng. Hai người không ai chịu nhường ai, thế là cãi nhau ỏm tỏi. Cô nàng Enly tức giận dẫn hai em rời đi, còn ba người Manny bước chân vào vùng đất chết. Tức giận trong lòng nên Manny cứ bước mặc kệ nguy hiểm, cho đến khi mắt anh mờ dần không còn nhìn rõ được nữa. Nhận ra sai lầm đã quá muộn, chỉ có thể xách quần chạy, nhờ may mắn họ mới có thể vượt qua vùng đất nguy hiểm. Nhưng Manny nhận ra cô nàng Enly vẫn chưa tới nơi. Bên này những tảng băng không chịu được nữa, dòng nước cứ như vậy lao xuống chỗ thung lũng, phá hủy mọi thứ chúng đi qua. Đất đá sụp xuống khiến bầy thú hoang mang, Enly bên này suýt bị một tảng đá đè trúng, tưởng may mắn ngờ đâu lại bị nhốt lại trong hang đá. Không còn đường thoát đành đưa hai em qua ngoài bằng lỗ nhỏ, hai cậu vô cùng thông minh chạy đến cho chỗ Manny báo tin. Nhìn nước lũ trước mắt làm sao có thể người yêu lại, bọn họ chỉ còn cách chạy đua với số phận. Chạy đến đây ai ngờ nước lũ tới tận cổ, cố gắng lắm mới đưa được gốc cây vào vách đá. Những tảng đá quá lớn chẳng ma mút đẩy sao nổi, Sid vội vàng nhảy xuống tảng băng. Ôi sao da rẻ quá vậy, hai chú chồn túi cố gắng lắm mới giữ được chân lười. Bản tính hồ sợ nước Diego đứng ở trên lẩm bẩm, thấy bạn mình không xong mới vội vàng nhảy xuống, dần dần cũng điều khiển được bản thân cứu được ba người trước khi họ bị nước cuốn đi. Manny chẳng còn cách nào chỉ biết nắm vòi Enly an ủi, bất ngờ anh chàng bị thứ gì đó kéo xuống nước. Hóa ra hai con quái hung tợn đứng đây chờ sẵn, chúng thay nhau tấn công Manny. Cậu bơi tới gốc cây chờ đợi, mượn sức hai con quái vật để bẩy hòn đá lớn. Hai người cuối cùng cũng kịp thời leo lên mặt nước, cố gắng lắm mới bỏ được lên bờ. Chưa kịp mừng rỡ thì nước đã dâng đến chân, chẳng còn chỗ cho chúng trốn thoát. Bên này con thuyền từ từ chìm xuống, mang nguy hiểm tới muôn thú. Thời khắc Manny tưởng rằng không thoát khỏi sinh tử, thần sóc lăn ra làm khối băng nứt ra, một con đường cứ thế được hình thành. Nhờ có đường thoát nước nhanh chóng rút đi, mặt đất đã xuất hiện đón mừng muôn thú. Đám lười tí hon xuất hiện mong muốn Sid trở thành vua của bọn họ, nhưng Diego lại nói Sid thuộc nhóm của mình. Cuối đường một đàn ma mút xuất hiện, hóa ra phía bên ngoài vẫn còn vô số đồng loại. Enly mừng rỡ đi theo đàn, nhưng Manny lại nói mình không thuộc về họ. Một lần nữa Enly lại dẫn hai em mình rời đi, Sid và Diego đến khuyên bảo bạn mình. Cuối cùng Manny quyết định đuổi theo tình yêu của mình, còn giả ngốc tỏ tình với cô nàng. Hai người nắm tay nhau trong sự hô hào của đám ma mút, sáu người cứ như vậy tách ra đi tìm chân trời mới cho riêng mình. Edgar sau khi cứu được thế giới liền được bầy chim chờ đón, thiên đường trước mắt sóc đã chết rồi sao? Chẳng thèm quan tâm vì nơi đây có rất nhiều hạt rẻ, không những thế có hẳn một quả khổng lồ, nhưng khi chạm tay vào nó thì bỗng dừng lại. Một sức mạnh nào đó kéo nhỏ ra khỏi thiên đường,
Tỉnh dậy thấy lười xít đang lau nước miếng, Edward tức giận lao vào xử lý lười luôn. Chú sóc nhỏ vẫn luôn tiếp tục cuộc hành trình của mình, trong việc đi tìm lại hạt rẻ. Khi đang trèo đèo lội suối vượt qua ngàn trong gai, đột nhiên một cô sóc sexy, quyến rũ xuất hiện, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng chú sóc lại là một thành phần khác, gái ngu với chú là chuyện nhỏ, hạt rẻ mới quan trọng. Edward cướp lấy hạt rẻ của cô gái xinh đẹp, nó biết người đàn ông là một người phụ nữ khóc là hèn, quyết định trao trả lại hạt rẻ cho cô gái. Nhưng vẫn còn chút tiếc nuối nên nó đã không buông tay. Sau khi lấy được hạt rẻ, nó phát hiện đã làm cô gái rơi xuống vực sâu. Edward quyết định làm fan vả ly và nhảy xuống đáy xã hội để cứu cô. Cơ mà Edward lại là giống sóc bay, cô cùng hạt rẻ rời đi trong sự bất lực của anh chàng. Gia đình Manny xuất hiện, họ chạy gấp rút và mang theo những thứ cần thiết để đỡ đẻ, bởi lúc này vợ của Manny đã có thai. Ba người may mắn giữ được thau nước trước khi rơi xuống đất. Tuy nhiên, Sid vẫn là một anh chàng vô dụng, anh khiến cả đám bị rơi xuống bên dưới. Sau một hồi tìm kiếm, Manny mới biết rằng đây chỉ là báo động giả, Ellie vẫn chưa sinh. Trong lúc này Diego đang rình rập một con nai trong bụi cỏ, cả hai bắt đầu cuộc rượt đuổi. Sau một hồi chạy như điên, Diego bị mất sức đến dã rời, có vẻ anh ta nên đến phòng gym để nâng cao sức khỏe. Con nai bắt đầu sỉ nhục và rời đi trong sự bất lực của anh chàng. Đúng là lần đầu làm cha có khác, Manny tự xây dựng cho vợ và con của mình một khu vui chơi giải trí vô cùng trắng lệ. Trong khi Sid đang tự hỏi sao mình lại không có trên tấm băng, thì hai chú trồn đã cho anh một chỗ đứng trên tác phẩm của họ. Sau khi thất bại, Diego buồn bã trở về nhà, mọi người phát hiện anh có tâm trạng. Manny đến bên hỏi chuyện, Diego có một quyết định táo bạo rằng muốn rời khỏi đây để tiếp tục những chuyến phiêu lưu của mình. Sau một hồi Sid đến và khuyên anh trở lại, Diego cho Sid rời khỏi nhà luôn, hay thiệt chứ. Khi đang bỏ nhà đi bụi, Sid đã cố gắng có thể kết bạn với bạn mới, nhưng có vẻ mọi chuyện không được xảy ra suôn sẻ, chỉ còn mình ta với ta. Mùa đông này biết đi chơi với ai đây? Khi đang tận hưởng vẻ đẹp trai của mình, Sid rơi vào một hang động. Anh vô tình bắt gặp ba quả trứng. Sid đem cả ba về và bắt đầu trang trí những khuôn mặt cho chúng. Sau một hồi lăn lê bò lết với ba quả trứng, lười bắt đầu thể hiện kỹ năng trượt tuyết của mình. Mọi thứ đều ổn cho đến khi Sid và những quả trứng biến thành những con chim, tí nữa một quả bị biến thành ốp la. Cũng may Ellie vợ của Manny đã giữ lại được. Sid giới thiệu gia đình mới của mình cho Manny, nhưng Mammoth muốn anh trao trả cho người mẹ chính chủ, người mẹ chắc cũng đang tìm kiếm các con của mình. Sau khi lèm bèn về cuộc sống độc thân của mình, ai cũng có người yêu và thành lập gia đình, nhưng lười và các bạn đang xem review lại vẫn đang pha. Cuối cùng Sid cũng đã quyết định trả lại quả trứng về chỗ cũ. Trên đường trả lại những quả trứng, ông trời dường như thông cảm với quyết định của Sid, những quả trứng bị nước làm cho như đang bật khóc. Đột nhiên những ánh sáng le lói chiếu vào ba quả trứng, hình ảnh cảm động của Sid và những quả trứng đã được phác họa lên bức tường phía sau. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, Sid phát hiện sau lưng mình có ai đó đang bắt chước hành động của mình, chợt nhận ra ba quả trứng đã nở ra ba chú khủng long, bước đăng quang lên làm mẹ. Đúng khủng long bạo chúa có khác, các răng đao còn phải bỏ chạy thật mạng. Ba đứa nhóc luôn bắt chước mọi hành động của Sid, trong khi đang chơi đùa cùng nhau, bọn trẻ cảm thấy đói bụng và bắt đầu gặm chân của Sid, anh bắt đầu tìm kiếm thức ăn cho chúng. Khi đang cố vắt sữa từ một con bò, thò tay dưới bụng mới phát hiện giống bò đực và bị dí chạy tuột quần. Bằng một cách thần kỳ nào đó, chú sóc nhỏ đã thoát chết và xuất hiện trở lại, cả hai rơi vào một vũng bùn. Bùn đã tạo thành một quả bong bóng bao lấy xung quanh, đưa bọn nó lên trời. Nhanh chóng cả ba đứa đều bị tách ra riêng biệt, hai đứa nó tiếp tục chiến đấu trong không trung. Khi bị Edward đánh bật ra, răng của Edward lại cắm vào bong bóng làm nó bị xì hơi, quay trở lại và hất tung Edward ra khỏi vị trí. Sau mọi nỗ lực, nó cũng đã chạm vào được hạt rẻ, nhưng bong bóng bị vỡ và cả hai lại rơi xuống hang động. Sid và ba đứa trẻ đã đến công viên mà Manny chuẩn bị từ trước. Sau khi cho cả ba vào, mọi người cũng kéo nhau vào trong đó, họ phá hoại mọi thứ, từ bập bênh đến xích đu. Và tất nhiên máu khủng long vẫn tồn tại trong ba đứa trẻ, chúng đuổi theo nuốt những con vật khác. Sau khi bị giáo huấn, chúng mới chịu nhả những con vật đó ra. Trong khi vui đùa, mấy đứa nhỏ đã làm vỡ cả hình gia đình của Manny, anh ta vô cùng thất vọng, công sức xây dựng của Crash và Eddie cũng đã biến mất theo mây khói. Một lúc sau mặt đất bắt đầu rung chuyển, mọi người còn tưởng đó là động đất thì tìm chỗ trốn. Đột nhiên những cái cây ngã xuống, một bàn chân khổng lồ xuất hiện. Thì ra là khủng long bạo chúa, nó di chuyển với vẻ mặt giận dữ khiến ai nấy cũng phải hốt hoảng, không ngờ động vật đã tuyệt chủng lại xuất hiện ở đây. Phải chăng đây là một cái hóa thạch giận dữ, khủng long bạo chúa tiếp tục di chuyển và tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người đứng hình hết 5 giây, họ nghĩ đó là cách tốt nhất để tránh việc bị khủng long phát hiện. Cũng may không ai đánh rắm chứ không là đi cả đám, đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu. Khủng long lao vào đám đông, dường như nó không để ý tới mọi người. Nó di chuyển tới chỗ Sid và khoe bộ răng mới làm hôm nha sĩ. Cuối cùng nó đem cả Sid và con của nó về trong hang động. Con nai lại xuất hiện, nó cảnh báo Diego hãy chạy đi, nhưng anh lại tưởng đây là trò đùa. Nhìn lại mới phát hiện khủng long đem cả Sid về làm gỏi.
Sau một hồi theo dấu khủng long, gia đình Manny đã đến được hang động. Mọi người cho rằng Sid đã an nghỉ nơi suối vàng, nhưng Enly không tin và muốn xuống xem tình hình. Manny buộc phải đi theo phía sau, Crash và Eddie cũng tranh tham gia vào chuyến đi này. Đi sâu vào bên trong, mọi thứ vô cùng u ám, Manny tỏ ra sợ hãi bàn lùi, Enly tới giai đoạn chuyển trạng, họ chọn nói từ quả đào để thay cho đứa bé sắp chào đời. Đang di chuyển hình như có thứ gì đó theo dõi họ. Cuối hang động, một thế giới cổ đại xuất hiện, khắp nơi đều là khủng long. Một con khủng long có cái đùi y chang cái búa xuất hiện, trong lúc mọi người chạy té khói, Crash và Eddie lại giả chết và mém chết, may sao Diego xuất hiện và cứu được hai đứa. Cả nhóm đang hì hục chạy thì vực thẳm xuất hiện, con khủng long đã theo sát phía sau. Diego lên khoe răng nhưng bị nó khoe lại khiến anh phải chạy về vị trí cũ. Enly nhanh trí, dụ một con khủng long cổ dài đến gần và dùng nó làm cầu trượt xuống bên dưới. Khi đã đến nơi, họ rơi vào tình huống khó xử. Khủng long bắt đầu bao vây họ, lúc này một con chồn mù bịt mắt xuất hiện. Với vẻ ngầu lòi anh ta đu dây xuống, thể hiện cho lắm vào song bị đứt dây. Bọn khủng long lại nhắm vào cả nhóm, con chồn mù vẫn may mắn sống sót và chạy ra, nó quăng hỏa mù và đưa cả nhóm trốn thoát. Bên dưới cái hồ một bông hoa xuất hiện, đó lại chính là con chồn một mắt đang ngậm con dao. Nhóm của Manny biến thành những bụi cỏ biết nói. Sau một hồi sơ hở làm màu, anh ta tiến lại chỗ cả nhóm và giới thiệu tên Buck. Sau khi biết được mục đích của cả nhóm, anh chào mừng mọi người và bắt đầu đuổi hết về. Buck bắt đầu hù dọa cả nhóm, anh ta liếm đất và nói ra suy đoán của mình. Một con khủng long với ba đứa trẻ và một con lười, thật ra anh ta có biết gì đâu. Buck nhìn thấy con khủng long đi ngang qua nên mới biết. Viễn cảnh tồi tệ được Buck vẽ ra, mọi người phải băng qua những nơi vô cùng kinh khủng, trèo đèo lội suối, băng qua dung nham mới có thể đến được chỗ khủng long mẹ. Đặc biệt phải qua chỗ của con quái vật Rudy, nó đã tặng Buck cái bịt mắt miễn phí, đúng là con quái vật tốt bụng. Mọi người phớt lờ tiếp tục di chuyển, nhóm của Manny đã tới một khu rừng, ở đây thực vật như đang dõi theo nhất cử nhất động của họ. Manny tiến đến muốn hái chút ít trái cây cho Enly bồi bỏ, đột nhiên anh và Diego bị cái cây trói lại treo ngược lên. Thì ra đó là một cái cây ăn thịt, Crash và Eddie liều mình tiến tới nhưng bị đánh cho bỏ dép mà chạy. Buck xuất hiện, trước khi cả hai bị tiêu hóa hết trong bụng cây, anh ta tránh hết các đòn tấn công khi nhảy vào bên trong. Bơi xuống phía dưới, Buck mở nắp và phải cắt bên trong, cứ như bom thời nay ấy nhỉ. Sau một hồi phân vân, anh ta cắt nhầm dây và công tác tự hủy vật lên. May mắn thay, anh vừa lấy được con dao cắt được sợi còn lại. Trong sự sợ hãi của những người bên ngoài, cả ba cuối cùng cũng thoát khỏi. Họ muốn Buck giúp đỡ trong chuyến đi, Buck đặt ra một số quy tắc và mọi người cũng bắt đầu di chuyển. Sau khi ngủ ngon lành, Sid phát hiện mình trong miệng khủng long và bị đưa đến nơi nào đó. Khi đến nơi, ba chú khủng long được đặt xuống nhưng Sid bị khủng long mẹ quăng đi một nơi khác. Khủng long mẹ bắt đầu tấn công, muốn ăn anh ta, ngàn cân treo sợi tóc, ba chú khủng long con đã giải vây cho Sid và cứu anh một mạng. Nhóm Manny vẫn tiếp tục di chuyển, vừa đi Buck vừa khoe khoang về bản thân với Diego. Thì ra điện thoại được Buck phát minh ra, gọi cho ai đó và hỏi về tung tích của Sid, có vẻ anh ta đang gọi cho vợ của mình. Ở một mình lâu quá nên dây thần kinh của Buck hơi chập chút, có thể Diego sẽ sớm lây theo nếu mãi bên cạnh tên này. Tới khe nứt tử thần, họ thậm chí còn không thấy được đáy, Buck đi lên mở hệ thống cáp treo tự động. Công nghệ hiện đại thật, mọi người sợ ái linh hồn không dám lên. Trong quá trình di chuyển, nếu hít phải khí độc thì có thể sẽ không qua khỏi. Sau khi Buck chuẩn bị xong, Enly được đưa xuống trước. Cáp treo được Buck kéo trở lại phía trên, giữa đường không may trục trặc kỹ thuật, cả nhóm không chịu nổi và đều hít chứng khí độc. Có vẻ không nguy hiểm lắm, hình như đây là bóng cười, họ bắt đầu cười như điên. Nhẽ ra một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nhưng trong hoàn cảnh này nó lại là thuốc độc, cười tới sái quay hàm mà chết. Trong khi Buck đang cố cứu cả nhóm, Manny lại đưa chiếc voi khiêu anh ta, Buck cũng hít phải khí độc. Enly phải ra tay đưa cả nhóm trở lại bờ. Tuy nhiên, một hồi sau Buck mới được đưa về, anh ta vẫn nói nhảm như trước đây. Ba chú khủng long con đang đói đến nỗi phải gặm cả đá, Sid đem trái cây thì sao chúng nó ăn được. Khủng long mẹ đưa đến một con chim trong khi Sid đang đạo lý về việc ăn chay. Sid không cho khủng long con ăn và đem thả con chim xuống vực thẳm, để nó bay lên trời. Lạ rằng con này lại không biết bay, nó về trời thật. Khủng long mẹ lại đưa đến một miếng thịt khác, trong lúc hai bên đang đôi co thì cái đùi đã được ăn hết, khủng long mẹ bắt đầu đắc chí. Sau khi nghe tiếng động lạ, họ phải di chuyển tới vị trí an toàn. Ngay sau đó một con quái vật kích thước bự hơn khủng long mẹ cả chục lần xuất hiện, Buck có vẻ cần được trị liệu tâm thần. Anh đang tự múa rối và nói nhảm một mình. Để tránh sự truy đuổi của Rudy, Buck quyết định nghỉ chân vì có vẻ ai cũng cảm thấy đói. Đêm đến Buck kể về cuộc chiến của mình với quái vật Rudy, cảnh tượng lúc đó như đang hiện ra trước mặt họ. Trong một trời mưa tầm tã, Buck đối diện với con quái vật và bị nó hất tung ra xa. Điều này đã khiến anh mất đi một con mắt, Buck chạy vào rừng dùng hết sức leo lên cái cây cao chọc trời. Không may Buck bị nó nuốt vào trong, anh nắm lấy thanh quản trong cuống họng của nó, bắt đầu diễn xiết trong họng của con quái vật.
Khi đang lao ra khỏi đó, anh may mắn đánh rơi được răng của Rudy. Từ đó Buck sử dụng răng con mụ đó làm con dao. Một mắt đổi một răng, đúng là lỗ thiện. Buck vui sướng trong sự tán thưởng của mọi người. Khi họ nghỉ ngơi thì Buck vẫn canh chừng. Phía bên khủng long mẹ cũng tìm kiếm được nơi nghỉ ngơi. Sid cũng được chấp nhận và được khủng long mẹ đưa đến nơi trú ẩn. Đêm rồi mà hai con sóc vẫn không cho ai ngủ, chúng vẫn tiếp tục chiến đấu. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai đứa say mê nhảy khiêu vũ. Nhảy một hồi thì Edward ra vách núi với hạt dẻ trong tay, bay đi mất. Edward dí theo và chụp được hạt dẻ và cô, trước khi cả hai rơi xuống dung nham. Một chân là gái, một chân là sự nghiệp, nó đành phải treo lơ lửng như vậy. Sáng hôm sau, khi đang đến một nơi, Buck làm màu tìm được một số hiện vật của Sid và đàn khủng long. Anh nói Sid đã bị ăn thịt, xạo cún về một số viễn cảnh. Nào thì Sid đã đánh trả khủng long bằng cây cải xanh và bị ăn mất, xong nữa Sid bị khủng long chén trong lúc đang nhâm mi bông cải. Sự thật Buck là một tên loạn trí, mọi chuyện chỉ là suy đoán lung tung của anh ta, mọi người vẫn còn hy vọng cứu Sid. Chú sóc nhỏ bất lực níu giữ cả hai, tay đang ra mồ hôi tuột từ từ. Edward hết cách dùng răng của Edward để làm móc leo lên. Sau khi cả ba đã an toàn, chú mặc kệ tất cả, kể cả hạt rẻ, cả hai tiến với nhau trong nụ hôn nồng cháy. Lúc này nhóm Manny ở một nơi có tên bình nguyên của chẳng còn gì, di chuyển trong khi các vách đá bị trượt xuống. Bỗng nhiên Ellie sắp sinh em bé. Bên dưới bọn khủng long ăn thịt cũng đã đánh hơi được việc đó, bọn chúng tấn công vách đá nơi Ellie đang đứng. Các thanh đỡ bắt đầu bị gãy, buộc Ellie phải nhảy sang chỗ khác. Cô thành công thoát khỏi nhưng cả nhóm thì không may mắn như vậy, Ellie bị mắc kẹt phía trên trong khi cả nhóm bị rơi xuống bên dưới. Phía gia đình khủng long tiếp tục di chuyển, Sid bị bỏ lại do không thể dí kịp, con quái vật xuất hiện phía sau Sid với ánh mắt đỏ ngỏm. Tiếng gầm của nó kinh động đến cả nhóm của Manny, mọi người tưởng đó là Rudy, nhưng Buck lại bảo đây không phải là nó. Ellie phát ra tín hiệu trái đào, cả nhóm tưởng cô đang thèm một ly cocktail. Sau một hồi suy nghĩ, Manny chợt nhớ ra đây là dấu hiệu cô sắp sinh, tin tức tới sớm anh hoảng loạn chạy lòng vòng. Họ buộc chia ra hai phe, Manny và Diego phải ở lại trông chừng Ellie, trong khi Buck và hai chú chồn túi tiếp tục lên đường tìm kiếm Sid. Lười đang bị con quái vật lùa cho chạy tuột cả quần, bàn chân con quái vật đạp xuống làm mặt đất nứt ra, tạo thành những đường dung nham. Sid bị kẹt lại ở trong đó, anh bị cuốn tới một con thác đầy dung nham. Buck cũng đã đến nơi và triển khai kế hoạch của mình, đó chính là nhảy xuống vực mà không có cái dù bảo hộ. Đột nhiên có một con chim bay lên cho cả ba bám vào, anh đã khống chế được con khủng long bay, thậm chí đây là lần đầu bay của anh. Bên phía Manny, đám khủng long ăn thịt đang mò tới chỗ Ellie, Manny và Diego phải chia ra hành động. Trong lúc đuổi theo tụi khủng long thì Diego cũng mờ mắt do thiệt sức, nhưng anh vẫn cố gắng lao về phía trước và đuổi được một con trước khi nó tấn công Ellie. Diego ăn mừng móng vuốt và sức khỏe của mình đã trở lại, Manny phải đối mặt với hàng chục con khác. Ellie dường như đã không còn chịu nổi, cô nắm chân Diego để chịu đau, xém nữa khiến cho Diego phải báo bột. Trong khi đó một đám khủng long đã kéo tới chỗ Diego. Trong lúc chinh phục bầu trời, nhóm Buck đã phát hiện Sid sắp trở thành món lười nướng. Họ lao đến và bị một đàn khủng long bay khác phát hiện dí theo. Cả ba nhanh chóng phát hiện, bọn khủng long phóng tới nhưng Buck điều luyện tránh khỏi. Phía bên này Manny đã dùng mấy tấn thịt của mình để đánh bại bọn khủng long, nhưng chúng quá đông và nguy hiểm. Manny quyết định đánh vỡ một cột đá để chặn bọn chúng trong hang. Sau khi Diego dùng nắm đấm giải quyết thì anh ta bị kéo rơi xuống dưới. Nhóm Buck tham gia vào một cuộc đua F1-0. Trên đường bay, Eddie nạp đạn bên đường làm lộ giờ vị trí trăng mật của hai con sóc. Họ nhắm bắn và khai hỏa loại được một con khỏi cuộc đua. Họ đến với trận đua đầy thử thách, bay qua chân của đàn khủng long ăn cỏ. Eddie và Crash đã loại được thêm vài con nữa. Ở trận đua, nhóm Buzz va chạm với một chiếc máy bay ngược chiều. Động cơ của họ bắt đầu lao xuống. Buck bắt buộc giao quyền lái cho hai trợ lý. Anh leo ra ngoài để cấp cứu cho động cơ. Trong khi Eddie và Crash đang nói lời từ biệt, động cơ đã hoạt động trở lại. Cuối cùng họ cũng đã bay ngược được trở lên. Hầu hết các tuyển thủ đều bị loại, Sid cũng may mắn gặp được nhóm Buck. Họ chào hỏi nhau, nhưng không ai lái máy bay cả. Thế rồi đâm sầm vào trần nhà, cuối cùng mọi thứ đều an toàn và họ giành giải nhất trong cuộc thi. Sid cũng đã gặp được lại nhóm khủng long bạo chúa, anh phải tạm biệt bọn họ. Nói thật thì lúc này, tôi không biết ai mới là người đang sinh em bé nữa, thì ra Diego đang cố gắng dùng gỗ chặn tụi khủng long. Bọn chúng bị đánh rơi xuống dưới, một lần nữa lại bị Manny úp sọt. Ellie vẫn đang cố gắng sinh em bé. Manny cũng lên tới nơi, tiếng khóc của trẻ em đã xuất hiện. Mẹ tròn con vuông, Manny tiến đến và ôm lấy đứa trẻ trong sự hạnh phúc. Họ đặt tên cho con bé là quả đào. Diego cũng đã rơi nước mắt cảm động. Nhóm Buck cũng đã đem Sid trở lại, cũng được chứng kiến khoảng khắc kỳ diệu này. Cuối cùng cả nhóm đã đoàn tụ không thiếu thành viên nào. Cả nhóm bắt đầu quay về. Hai con sóc vẫn đang tận hưởng tuần trăng mật của mình. Chúng bỏ rơi hạt rẻ khiến cho nó cũng phải trở nên ghen tị. Cả hai bắt đầu bay lên không trung trong ánh mắt ngỡ ngàng của hạt rẻ. Dường như, hạt rẻ cũng là người.
nó cũng biết thất tình các bạn à, nó đứng khóc trong cơn mưa tầm tã, phải chứng kiến hai con sóc bên nhau trong sự chúc phúc của vạn vật xung quanh. Cả nhóm của Manny đã được bác hộ tống về đến nơi xuất phát, chia tay cả nhóm nhưng lạ thay, Rudy cuối cùng cũng lộ diện. Nó là một con khủng long gớm ghiếc, cả nhóm bị dồn vào chân tường. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Buck lên tiếng để kết thúc cuộc chiến trong nhiều năm qua, anh dụ nó để cả nhóm có thể đi vào hang, nhưng nhóm Manny quyết định sẽ ở lại trợ giúp Buck. Ngay cả con khủng long ban đầu cũng đang run lẩy bẩy trước Rudy, Buck điều luyện tránh được hết các đòn tấn công của Rudy, nhưng lại dính một đạp chí mạng. Tưởng lên bàn thờ chờ gà khỏa thân, ai ngờ Buck bật dậy chạy tiếp. May mắn Diego đã nhanh chóng xuất hiện và cứu được Buck. Buck dùng những con bướm để đánh lạc hướng Rudy, trong khi Diego và Manny dùng dây trói chân nó lại, Buck cũng đã trói được miệng của nó. Cuối cùng họ cũng hạ được nó, nhưng xích lại đá trúng sợi dây trói. Báo quá báo, Rudy đã tỉnh dậy và phá được vòng vây. Khi sắp trở thành bữa ăn cho nó, khủng long mẹ xuất hiện tẩn nhau với Rudy. Cuối cùng con quái vật đã bị vua của khủng long đẩy xuống bên dưới vách đá. Sid chia tay gia đình khủng long trong sự tiếc nuối. Sinh con ra là mẹ nhưng nuôi nấng con lại là Sid, thiệt là quá buồn. Nhóm của Manny đã mời Buck trở lên trên với họ, nhưng anh đã ở đây quá lâu, nơi đây mới thuộc về anh. Tuy nhiên dưới sự nài nỉ của cả nhóm, Buck quyết định theo họ. Trên đường trở lại, Buck nghe thấy có tiếng quen thuộc, anh biết Rudy còn sống, nhiệm vụ của anh vẫn chưa kết thúc. Buck trở lại với thế giới của mình và đã chặn hết lối đi. Sau cùng Manny và Diego đã thân thiết trở lại, cả nhóm lại trở lại như một gia đình. Trong khi Buck chiến đấu với Rudy, thì hai con sóc đã xây dựng cho mình một gia đình dưới đây. Mọi người tưởng cuộc phiêu lưu của Edward kết thúc rồi sao, sau mọi nỗ lực xây dựng gia đình, nó vẫn trốn vợ đi theo kiểu tam. Cả hai lao vào nhau như chưa từng có cuộc chia ly, Edward xuất hiện và đánh ghen với hạt rẻ, họ lao vào combat tổng. Kết quả chỗ nó đứng phun trào lên cao như một quả tên lửa, cả hai vẫn tranh giành hạt rẻ. Tuy nhiên, lần này Edward chọn lý trí thay vì con tim, cuối cùng nó và hạt rẻ đã trở lại thế giới mặc cho Edward bị kẹt lại. Trong lúc đang ăn mừng, cái nắp mở ra đưa nó lên lại bị rơi xuống và đóng chặt lại. Hạt rẻ cũng theo đó mà rơi xuống bên dưới, nó lại đứng đó trong sự bất lực tột độ, mặc dù sóc ta đã cố gắng cẩn thận hết sức nhưng tai họa vẫn tiếp tục xảy ra, không những thế sóc còn rơi xuống tận phần lõi của trái đất. Một bước chân của cậu bây giờ có thể tạo thành một vực sâu ngàn km, nếu Edward còn chạy thì bề mặt trái đất cứ thế bị chia làm đôi. Có lẽ nó chính là nguyên nhân tạo ra sự hình thành của các lục địa, và sự xuất hiện của loài hươu cao cổ, một nước Ý với tinh thần thể thao từ thời tiền sử. Cũng may sau đó Edward đã bị tống cổ đi. Nếu không, không biết trái đất của chúng ta hiện tại sẽ như thế nào. Trở về với cuộc sống của gia đình Manny, lúc này anh đang trách mắng hai cậu chồm túi, trông cháu kiểu gì ngủ quên để cháu trốn đi chơi mất tiêu. Ellie đến hỏi nhỏ, có bạn nào ở đây mà chưa trốn ngủ đi chơi bao giờ? Lúc này Peaches đang cùng bạn chuột chũi trốn đi chơi, còn vui vẻ nói cười thì bố Mammoth thình lình xuất hiện dọa cô bé giật mình. Trong đầu Manny, mọi thứ ngoài kia quá nguy hiểm đối với Peaches bé nhỏ, đành phải tạm biệt bạn chuột và theo bố về nhà. Thảm họa lúc này đã lan đến đây, chuột chũi sợ hãi chui xuống đất. Đứng trước sự vĩ đại của mẹ trái đất, Diego không hề e ngại, cậu kêu căng gầm một cái thật to, quả thật động đất đã dừng lại. Không biết từ đâu một khúc cây lao tới khiến hổ răng kiếm xanh mặt, cậu cứ thế bị cuốn theo từ từ trượt xuống chân núi, giờ đổi kiểu thành lướt ván trên tuyết. Nhìn thấy Peaches đang đứng cản đường, hổ răng kiếm vội vàng bám vào cái cây ven đường, kịp thời giữ cái cây lại trước khi nó đâm vào Peaches. Đang định tiến lên xử lý lũ người gây rối này, bỗng lười ở đâu chạy đến hóng hớt, vui mừng lao vào ôm chầm lấy mọi người. Hóa ra đây chính là gia đình của Sid, còn có bà ngoại lẩm cẩm nghịch ngợm, tưởng họ đến tìm mình nhưng khi cậu vừa dẫn bà ngoại đi khuất, họ lập tức nhảy lên khúc cây, trốn mất trong sự ngỡ ngàng của vợ chồng Manny. Khi Sid dẫn bà ngoại quay trở lại, hổ răng kiếm và Manny không biết phải giải thích với cậu thế nào, hiểu được cậu cố tạo ra bình thường nhưng trong lòng đã rất buồn. Nói chuyện mấy câu quay lại đã không thấy bà ngoại đâu nữa, ba người đành phải đi tìm. Lười cố hết sức dụ dỗ bà ngoại xuất hiện, nhưng thế nào Manny lại thấy con gái và cậu bạn chuột chũi trốn đi chơi. Dưới kia là chỗ tụ tập của một số thanh niên trai tráng, đây là cậu bạn Ethan mà Peaches thầm thương trộm nhớ, bad boy có khác luôn được các bạn gái yêu thích vây quanh. Để lấy lẽ với bạn bè, cậu hươu nhảy từ trên đỉnh thác xuống, nhưng khi nhảy qua thì đống bùn phun lên từ lòng đất, cậu đã trở thành một con hươu đen xì xì. Peaches vừa đi vừa nói, không để ý trượt chân ngã rơi xuống dưới, trùng hợp thế nào ngã đè lên người cậu bạn Ethan. Khi nhìn gần thế này, cô thấy cậu bạn kia không có đẹp trai như mình vẫn nghĩ. Đang mơ mộng thì Manny đứng đằng sau từ bao giờ, không để ý bạn bè cô bé, Manny bắt Peaches lập tức về nhà. Đang tuổi nổi loạn nên cô bé bắt đầu cãi lại bố mình, còn nói ước gì Manny không phải là bố của mình. Ellie vừa đến khuyên can thì mặt đất lại rung lên, một vết nước bỗng xuất hiện ở giữa mọi người. Rất nhanh Manny phải đối mặt với nguy hiểm, khi cậu định nhảy qua thì Diego ngăn lại, hóa ra khoảng cách đã quá xa rồi, Manny mà nhảy qua chỉ có đường chết. Một vách núi khổng lồ xuất hiện phía xa,
lười và hổ răng kiếm bị trôi đi suýt nữa thì mất mạng. Trước khi đất dưới chân sụp xuống, Manny chỉ kịp dặn dò vợ con hãy đến cầu lục địa đợi anh ấy. Sau đó rơi xuống biển, hai khối núi đá khổng lồ vỡ ra rơi xuống. Đám người Manny càng ngày càng xa bờ, các loài thú đã hoảng loạn đến mức chạy loạn cả lên. Enly kêu mọi người mau mau rời đi, họ có thể thấy là nhóm Manny đã trôi xa rất xa rồi, còn gặp phải một cơn bão hết sức khủng khiếp. Trên bờ Peaches đi tìm chuột chũi, thấy cậu mắc kẹt trên cao, cô cố gắng hết lời khích lệ, cậu mới dám nhảy xuống trước khi thác băng vỡ vụn. Tìm được Best Friend, cô bé đến tụ hợp với mẹ. Mọi người lập tức rời đi trước khi dãy núi đá đẩy mọi người xuống biển. Ba người Manny đang rất khổ sở đối phó với cơn bão. Lắc một cái, một con cua siêu to khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Tôi năm nay 70 rồi chưa từng thấy con cua gì to hơn cả ma mút, không hiểu sao con cua này nó lại sợ nhỉ, thật là lạ đời. Khi đại nạn qua đi chỉ còn mỗi cái chân ở lại, con cua mất toi đâu rồi. Một cái vòi rồng xuất hiện cuốn mọi người bay lên trời, cao hơn cả mây trắng nhưng sau đó thì rơi xuống không rõ sống chết. Đoàn thú cứ thế trốn chạy khỏi nguy hiểm đang gần kề, Peaches đang suy nghĩ điều gì đó chẳng để ý đến đường đi, suýt chút nữa được đi gặp ông bà rồi. Hai anh em nhà chuồn túi lúc này vô tình rơi xuống, may còn kịp bám vào cái rễ cây. May sao, ba người Manny vẫn bình an sau khi vượt qua cơn bão. Lúc này bà ngoại ở trong thân cây mới xuất hiện, bà ngủ kiểu gì mà đến trời đất sắp bị hủy diệt cũng không biết vậy, cứ thế đi thẳng xuống biển kệ cho bọn Manny kinh hoàng. Mới có chục năm không tắm thôi mà, đến cả cá mập cũng chết. Sóc lúc này đã bò lên được một hòn đảo hoang, nhìn thấy bộ xương chết rồi mà vẫn đang chỉ cái gì đó. Theo hướng ngón tay, cậu nhìn thấy một hạt rẻ sâu dưới đáy biển. Chờ gì nữa máu chóng nhảy xuống nhặt thôi. Càng xuống sâu thì áp lực nước càng làm cho cậu biến dạng. Cuối cùng đã nhặt được hạt rẻ nhưng người thì cứ như con giun. Mạ nó chứ chỉ có cái vỏ thế cái ruột đâu. Bên trong có vẻ một bản đồ. Bản đồ này dẫn đến một hòn đảo thiên đường hạt rẻ. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, lúc này mọi người đã kiệt sức. Nhìn thấy một chú chim tưởng rằng đã gần đất liền rồi. Có vẻ như không giống với đất liền lắm thì phải. Những chiếc móc câu bằng xương bay tới cắm thẳng xuống chân của Manny. Một con tàu bằng băng xấu xí xuất hiện. Hóa ra đây là lũ cướp biển của vùng này, dẫn đầu là cô hổ răng kiếm trắng trẻo xinh đẹp. Sau đó thuyền trưởng là một con khỉ già xuất hiện, bọn chúng vừa cười khoái chí khi thấy Manny ngây thơ cầu xin đưa vào đất liền, nhưng ngay sau đó lại lập tức tấn công nhóm Manny. Diego muốn ngăn cản thì bị Sir chặn lại. Chẳng mấy chốc đám người Manny đã bị tóm gọn, khi tỉnh dậy thấy ở trên thuyền bọn cướp biển. Trong lúc bọn chúng tập trung muốn đẩy bà ngoại xuống biển, Manny nhanh chóng cởi được dây trói, một màn đấu kiếm giữa hai thằng đàn ông. Mặc dù chưa phân thắng bại nhưng cây cột bùm đổ xuống khiến con tàu gãy làm đôi. Chẳng mấy chốc cả con tàu đã chìm xuống biển. Sư tử biển rơi xuống nước sắp chết đuối đến nơi. May sao được thuyền trưởng khỉ nhắc nhở không là chết đuối thật rồi. Sir sắp chết đuối thì được đám Manny cứu sống. Trên bờ nhóm thú vẫn tiếp tục di chuyển, phải nói không có thời gian nghỉ ngơi, ăn ngủ tại chỗ. Đêm đến Ethan đến rủ Peaches làm gì đó, nhưng nhìn về tai họa đang ngày một đến gần làm cô lưỡng lự. Sau khi Ethan rời đi thì Peaches đã run đến mức không còn đứng nổi. Một ngày lại qua, nhóm Manny co giò trên một tảng băng nhỏ, không biết bà ngoại kiếm đâu ra con sò to bự, mở ra chú sóc nhà ta đang ở trong. Lông công thế nào làm tảng băng nứt ra, cứ thế không gian đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Ngay lúc này mọi người nhìn thấy một hòn đảo nhỏ, xít trốn lên bờ vơ đại đám quả dại cho vào mồm, kết quả phun ra một đám côn trùng màu vàng. Sir định chạy trốn thì bị Diego đuổi theo, kỹ năng bây giờ của anh đã lên một tầm cao mới, chẳng mấy chốc hổ trắng đã nằm dưới móng vuốt của anh. Đám cướp biển cũng đã lên bờ và bắt một đám sóc nhỏ làm nô lệ. Mọi chuyện đều không thoát khỏi tầm mắt của Manny. Đám sóc này hóa ra là cư dân trên đảo này. Nhìn chúng thật ngây thơ và hiền lành. Chúng dâng lễ vật cho nhóm Manny mong đổi lấy cuộc sống bình yên. Lúc này Sid tiến lên giải thích cho chúng hiểu. Mặc dù cách giải thích đó có hơi kỳ quặc, không ngờ bọn chúng lại hiểu và liên tục gật đầu. Hai bên quyết định hợp tác với nhau đối phó lũ cướp biển. Khi màn đêm buông xuống, Diego tìm đến hết lời khuyên nhủ Sir từ bỏ cướp biển, còn nói cho cô biết kế hoạch của bọn họ. Đội quân sóc nhỏ tập hợp đầy đủ với nhóm Manny, chưa kịp hành động thì phát hiện hổ trắng đã trốn thoát. Cứ như vậy Sir trở về kể hết cho nhóm cướp biển biết kế hoạch của họ, nhưng kết quả lại bị thuyền trưởng coi thường, cắt chức của cô để cho thỏ lên thay làm thuyền phó. Vì để tránh bọn cướp biển nghĩ ra cách ứng phó, nên đám Manny buộc phải hành động sớm hơn dự định. Thuyền trưởng khỉ dẫn quân lao đến tấn công, Diego bên này đã giải thoát hết những chú sóc tù binh, Sid và bà ngoại cùng hành động cướp lấy con tàu. Tưởng rằng một trận chiến ác liệt sẽ xảy ra. Đám sóc bay đi trước sự ngỡ ngàng của bọn cướp biển, còn voi ma mút đứng đó chỉ là một hình nộm. Bây giờ bọn chúng mới biết mình đã bị lừa, vội vàng trở lại thuyền trước khi quá muộn, nhưng con thuyền chẳng mấy mà ra khơi. Con chim đuổi theo ngăn cản thì Manny đánh cho bay mất, khỉ già đưa tay lên miệng huýt sáo, mấy con cá heo xuất hiện chở hắn đuổi theo nhóm người Manny. Ba người lúc này đã lên được thuyền, còn hổ răng kiếm thì bị hổ trắng bắt được. Dưới sự thuyết phục của Diego và nhìn Manny đang cố giữ thuyền lại đợi,
Sira cuối cùng cũng quay xe cùng họ mà chạy trốn. Nhưng khi Diego lên thuyền thì Sira chọn ở lại chặn thuyền trưởng khỉ, chỉ thiếu chút nữa thôi, thuyền trưởng khỉ đã tóm được bọn họ. Nhìn nhóm Manny rời đi, thuyền trưởng khỉ rất tức giận, hóa thánh thần tách một tảng băng lớn ra. Những mô tô cá heo lắp vào tạo thành một con thuyền chiến đuổi theo đám Manny. Trong khi vách núi khổng lồ vẫn âm thầm tiến đến, Peaches theo đám Ethan, không màng nguy hiểm đến tiến vào một hang động. Khi chuột chũi nhận ra sự vắng mặt của Peaches, cũng là khi vách đá đã tiến đến miệng hang, không chạy nhanh thì đám Peaches có thể đã rơi xuống biển rồi. Cô đã nhận ra sự ngu ngốc của bọn Ethan và quyết định rời đi. Đêm xuống, đám Manny đang trò chuyện trên thuyền. Bỗng Diego thấy Sira đang gọi mình, bà ngoại thì thấy một chú lười lực lưỡng vẫy gọi, còn có Enly và Peaches. Chuyện gì xảy ra vậy? Manny vội vàng lấy lá cây bịt vào tay mình, lúc này chỉ còn lại đám người cá đang ra sức mê hoặc mọi người. Manny vội vàng bẻ lái con thuyền. Mọi người thoát khỏi một kiếp nạn, Sid quay lại kêu bọn nó gọi cho mình nhưng bọn nó chắc không dám gọi. Chú sóc đi theo bản đồ vừa hay tới nơi này, Edfrat xuất hiện cũng không mê hoặc được Edfrat. Đến khi hạt rẻ xuất hiện mới làm chú ta mê mẩn, ai ngờ hành động đầu tiên khi có hạt rẻ là đóng gạch. Mọi người cá tức giận dã ăn Edfrat một trận. Ngày tiếp theo, bà ngoại cứ vứt trái cây xuống biển. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì bà vứt cả đống xuống. Sau bao ngày tháng thì họ đã nhìn thấy quê nhà, nhưng nhóm Enly khi đến đích lại thấy cây cầu đã bị phá hủy, vách núi thì không ngừng đuổi theo sau. Lúc này Manny nhìn thấy con gái nhưng cô đã bị thuyền trưởng khỉ bắt làm con tin, Enly cũng bị bọn chúng trói lại. Đang hồi hộp thì thằng nào kêu stop vậy, không phải chúng tôi đâu, thằng trẻ trâu kia kìa. Chỉ có chuột chũi lúc này dám dũng cảm đứng ra, nhưng anh dũng không có nghĩa là khỏe mạnh. Mạnh mới rút được kiếm lên thì không giữ nổi, anh làm màu vậy thôi, đây mới là chiêu chính này. Cuộc chiến giờ mới bắt đầu nhưng có vẻ lực lượng không được cân bằng cho lắm, Sid và bà ngoại bị dồn cho không còn đường thoát. Bà ngoại liền gọi mấy tiếng, hóa ra đây là bé con mà bà ngoại đã nuôi bấy lâu nay, hai người chui vào trong miệng nó. Sira định lao đến cứu Enly thì bị thỏ phát hiện, buông lời khiêu khích, nhưng cậu bé quá thì phải. Bà ngoại ở trong bụng cá voi quan sát chiến trường, khi mọi người đã không thể chống đỡ, sáu nòng siêu khủng xuất hiện bắn ngay vào mấy tên hải tặc. Diego dựa vào khả năng đu dây của mình, dễ dàng hạ gục thuyền trưởng khỉ trước khi hắn kịp làm hại Enly. Thuyền trưởng khỉ tỉnh lại cùng so kiếm với Manny lần nữa, nhưng lần này có vẻ phần thắng thuộc về Manny. Khi anh lâm vào nguy hiểm, cá voi kịp thời xuất hiện cứu lấy Manny. Kết phim thuyền trưởng khỉ bị lũ người cá mê hoặc và bỏ mạng trong chiếc vỏ sò, chết vì gái là cái chết tê tái. Về phần gia đình Manny cũng được đoàn tụ với nhau, mọi người tìm thấy vùng đất mới để sinh sống. Những chú sóc nhỏ cũng đến nơi đây, bà ngoại sắm một bộ răng giả siêu xịn. Edgard cũng tìm được đảo hạt rẻ, nơi đây chính là thánh địa của loài sóc, thật sự là thiên đường dưới trần gian. Sóc ta vui sướng hưởng thụ hạnh phúc, cậu lại mặc kệ trưởng lão ngăn cản, quyết tâm nhổ hạt rẻ khổng lồ lên. Hòn đảo cứ thế chìm xuống đáy biển, nước cũng rút hết không còn, để lại một sa mạc khô cằn, chim bay qua cũng chết cháy. Các cụ có câu tham thì thâm quả là không sai mà. Không biết qua bao lâu Edgard lạc vào tảng băng, thần kỳ thế nào tảng đó còn có UFO của người ngoài hành tinh. Chờ tới khi lực tác động khiến tảng băng vỡ ra, Edgard điều khiển lao thẳng lên vũ trụ. Chú sóc nhà ta thuộc dạng đi tới đâu phá hủy tới đó, lượn lách thế nào va chạm nhiều hành tinh khác nhau, còn có chòm sao cung thần Market. Chân lướt lung tung beng bảng điều khiển vô tình khiến bản thân giật kinh phong, cũng nhờ tia điện khiến Edgard nhìn rõ hơn. Trước mắt những hành tinh khác xoay quanh mặt trời. Đang ngắm chiêu chiêu thì một UFO khác bắn tia laser kích nó ra ngoài, tiện đeo cho nó bộ đồ phi hành ra. Tưởng chừng không bị ám nữa, tránh mảnh thiên thạch nhỏ không may vướng phải sợi dây tình cờ trói mình vào UFO, sau đó đâm sầm vào thiên thạch lớn. Chật vật lắm mới tóm được bé hạt rẻ, Edgard vui vẻ cắm hạt rẻ xuống thiên thạch như lấy chủ quyền chinh phục, ai dè lực tác động khiến mảng nứt vách. Dành cả tính mạng giữ hạt rẻ, bởi khoảng cách quá xa mà Edgard văng ra, lọt cả thân dưới vào kính tròn. Quay trở về phía gia đình Manny, nay họ đón chào con rể tương lai, Peaches có hôn ước với Julian cậu voi tốt bụng cơ mà hậu đậu. Ngày đầu gặp mẹ vợ, Julian chu đáo chuẩn bị đóa hoa tặng bà. Enly từ lâu chưa ai tặng hoa thế này, cậu bé thành công ghi điểm. Có mẹ vợ không thể thiếu bố vợ, Julian tặng Manny cái ôm, cơ mà ông bố có vẻ không thích cho lắm. Cùng lúc đó bạn lười xích đang, hãy nhìn rõ con mắt xinh đẹp của anh, ngoài em ra còn có gì mắt. Mở hộp nhẫn kim cương lấp la lấp lánh, trao nụ hôn cơ mà với tảng băng trong. Khi ấy có tiếng gọi phía sau, hóa ra bạn gái Sid tới gọi, có vẻ nồng cháy quá khiến tảng nhỏ dính trên mỏ. Sid lấy lại bình tĩnh, so ban nãy thì hắn ta hỏi thẳng Mary Mae, cơ mà cô nàng từ chối còn đòi chia tay. Nhìn kỹ khung cảnh anh bày trí đi em yêu, con chúng ta, mồ chôn khi ta về già và chết đi. Gì cơ, anh nghiêm túc đấy à, chúng ta chỉ vừa hẹn hò 14 phút. Sid moi hột xoàn ra nhưng cô nàng khước từ, lý do đơn giản do Sid quá bám người yêu, các bạn cũng thế mà rút kinh nghiệm nhé, bám người yêu quá kẻo nó. Và từ đó Sid lâm vào trạng thái thất tình.
thời điểm khác cụ thể trên hành tinh vũ trụ, Edward lơ lửng giữa dải ngân hà, chật vật ôm bé hạt rẻ di chuyển lại UFO qua dây nối. Đoàn tụ với bé cưng, khi nhìn lên trước mặt là trái đất, nhóc nhỏ này muốn về hành tinh của mình, trượt chân một cái nhấn nút lùi. Hoảng loạn nhìn tầm nhìn xa trái đất, Edward hấp tấp điều chỉnh nút khởi động mặc dù chẳng biết mô, ấn nhầm nút gì đó khiến bề mặt nổi trong khoang. Edward vừa tắt đi chạy xuống lấy hạt rẻ, vô tình sượt vặn chế độ đỏ. Vừa bước tới gần bé hạt rẻ, bằng thế lực nào, lực hút chân không tác động, lấy hết nghị lực đứng dậy, ôi không bạn sóc lộ cả xương sống. Không đi được thì ta lê, mệt mỏi rũ rượi đã thế cả hàm trên còn rơi xuống lưỡi, khó khăn lắm cái tay mới chạm vào sâu mết, ai ngờ bạn nhỏ chê chọn tránh xa, lăn lê một hồi hướng về phía Edward. Chú sóc cố lệch hướng nhưng mình tính sao bằng trời tính, hạt rẻ cắn qua nó không chút nhân nhượng, mà bên ngoài hành tinh có vài thiên thạch ban nãy nó làm vỡ, ngọn lửa bập bùng lao về trái đất. Khi ấy bộ ba bạn thân cùng nhau đi dạo, sau khi dỗ dành để xích ổn định tâm trạng. Đến nơi hẹn gặp Enly nhưng không thấy ai, ôi chu choa mà ơi hú hồn, Enly xuất hiện treo ngược như Spider-Man, cô nàng còn trang điểm lộng lẫy, xung quanh nhiều muôn thú cũng tới chúc mừng. Thì ra nay lễ kỷ niệm ngày cưới, ấy vậy Manny lại quên khiến cô rất buồn, cố gắng giải thích với vợ thì từ đâu có vài pháo hoa xuất hiện trên trời. Enly cảm động nghĩ Manny cứ giả bộ, thực chất tạo mình bất ngờ lớn như vậy, nhìn Manny ngơ ngác đủ hiểu. Diego và vợ mình ăn vài quả mọng đỏ gần đó, hai người dự định sinh con nhưng sợ khi bé nhỏ chào đời và lớn lên, sẽ không có bạn chơi cùng. Nhìn thấy hai nhóc con trước mặt, có chào hỏi với nụ cười thân thiện, ủa mình làm sai gì à, tại sao chúng xách giò chạy thế? Góc gia đình Manny, Julian mong muốn cùng Peter đi hưởng tuần trăng mật, không được tuyệt đối, Manny vốn không ưa chàng rể này, đã vậy lo lắng con gái nhỡ xảy ra mệnh hệ gì. Xích gần đó I am Coconut thì nhìn thấy quả cầu lửa đang hướng về phía, cậu vội báo Diego bên cạnh. Ngoài mặt hổ cho rằng không có chuyện lớn, nhưng không thể không báo với Manny. Voi ma mút nhìn trên trời sốc tới ngã lăn quay, anh lập tức kêu gia đình mình giải tán, không lấy rõ lý do mà nói mình buồn ngủ. Bảo đi thì không nghe đến khi nhìn lên, một thiên thạch sượt qua rơi đằng xa, theo sau nhiều tia hơn. Âu a sao băng kìa, cơ mà sao băng này lạ lắm, nó phá hoảng tượng nữ thần tự do pha kè. Muôn thú bên dưới nổi loạn, cảm thán tình yêu Manny dành cho Enly thật kỳ lạ. Hai anh em nhà chồn túi cứ ngỡ sao băng nên hứng. Một viên lửa lao tới làm chúng văng tới chỗ Manny đang cùng đồng bọn trốn chạy. Bỗng nhiên tán cây đổ xuống, đi theo combo bạn thiên thạch cháy bỏng, Manny ra lệnh mọi người nhảy, quả thiên thạch đáp xuống tảng băng. Sức nóng của chúng khiến tảng băng nứt dần, thấy gần đó có cái hang, Manny yêu cầu mọi người chạy vào đó. Tán cây đổ xuống vừa kịp tất cả ẩn nấp hang hốc, Manny an ủi vợ và con gái, Peters khi ấy thay vì đến với ba, giờ cô có vị hôn phu nên chạy tới nhõng nhẽo sợ sệt, điều này khiến Manny có chút buồn. Xích còn đang ôm chặt cột đỉnh ma mút, nghĩ an toàn nên lòi mặt khỏi miệng hang. Xoay người chợt thức giấc, Xích thấy mình bị cháy. Trên trời một thiên thạch rơi xuống, xuyên thủng màng băng vùng đất mất tích, bọn khủng long vẫn không biết gì vui đùa. Họ rượt đuổi tới vách thì nghe thấy tiếng hát, không sai là bạn chồn chơi đá đang tắm tắp. Bắc trấn an bà mẹ khi gieo mình xuống vách đá để cướp trứng từ bọn người xấu, vườn đi vườn lại trên không rồi lại trốn vào hang nhỏ, trườn bò xuống mặt đất, sau lưng ba con kia cũng đuổi kịp. Bắc thản nhiên hát bài ca của riêng mình. Có vẻ tảng núi kia không chịu được tiếng hát mà đổ sập, ba con khủng long bị đè bởi đá. Bắc may mắn thoát khỏi đã thế đứng với tư thế oai hùng. Bắc trả lại quả trứng cho cơ ơ táp xít, anh kêu cô mau rời đi còn mình đánh lạc hướng bọn kia. Bộ ba Roma El So còn đang cay cú khi bị con chuột chuột qua mặt, mắt chuột giật dây lao trước khi chào tạm biệt bọn thất bại. Anh thư thái phi trên bầu trời vô tình thứ lọt tầm mắt, Bắc không để ý va trúng tảng núi, lăn lông lốc xuống lòng đất. Quay nhìn thấy ánh sáng từ một lối, lần theo cảnh giác bước vào mật thất, không để ý kích hoạt thứ gì đó. Về phía Manny, không biết sau bao lâu an toàn ra khỏi hang, anh cùng nhóm nhìn xem quang cảnh, giờ đây hỗn loạn còn loang lổ mảng thiên thạch. Thấy lỗ hổng lớn trước mặt, họ đi tới say hello với đám khói dày đặc. Đột nhiên hình dáng quỷ dị xuất hiện sau lớp khói, móng nhọn gian xảo khiến ai nấy cũng phải dùng mình. Hóa ra thứ kinh khủng đó là Bắc, Manny giúp Bắc thoát khỏi lỗ hổng khi sau lưng anh ấy còn lôi thứ cột gì đó. Lâu không gặp giờ Manny có thêm đoàn viên mới. Bắc thân thiện chào hỏi Sierra sau đó quay sang vị hôn phu Peters. Anh cho biết mình mới lụm được cột cổ này ở mật thất. Để câu chuyện thêm thú vị, anh em nhà chồn túi còn đánh trống. Manny nghĩ chuyện vừa rồi là cơn mưa sao băng. Không không không, anh bạn nghĩ đơn giản quá rồi. Bắc nhập tâm giáo sư giải nghĩa. Anh ta dựa vào hình ảnh trên khuôn cổ, khủng long, động vật hiếm vốn có thể sống lâu hơn mức định, cho tới khi thiên thạch nổ xuống vào bùm. Từ đó nó thuộc hư vô và tuyệt chủng, ầm nói như nói vậy. Bắc ngó lên trời chỉ trỏ tia sáng kia, có lẽ nào chính là nó. Anh ta gợi ý phương pháp, để an toàn chúng ta phải đứng dậy đối mặt với nó, không thể trốn chạy, vì có trốn đằng trời. Suy nghĩ lời nói của Bắc, cả đám tụng năm tụng ba bàn luận, thằng cha này tuy có lạ hơi đời nhưng tôi nghĩ hắn nói đúng. Tóm lại cả nhóm đồng ý tham gia, bảo vệ mạng sống và lên đường cùng Bắc. Sau khi cả nhóm rời đi,
bộ Badroma El Sol cũng thoát khỏi vùng đất mất tích dưới lòng đất. Hai ông anh này có lẽ tranh hết phần ăn của khứa còn lại, nhìn nó gầy nhom mà thấy thương. Gavin nói với hai thằng con trai của mình phải dạy cho Buck một bài học, tên đó luôn xen vào chuyện bao đồng. Roger tự hỏi tại sao chúng ta không dừng việc truy sát và tìm cách ngăn chặn thiên thạch. Nghe ta nói đây thằng nhóc. Gavin cho rằng một khi thiên thạch xâm nhập, họ có thể lợi dụng điều đó làm chủ thế giới, ngồi trên ngai vàng bên dưới đầy ụ dung nham. Người ta nói nhìn xa trông rộng, còn ông bố này xin xa trông đần, chưa hiểu tầm quan trọng trước mắt. Bạn sóc, trên vũ trụ vẫn còn đối đầu 7749 khó khăn để tới với bé hạt rẻ, cuốn vào vòng xoáy dịch chuyển, máy chuyển đổi bộ phận cơ thể. Tức muốn lòi ruột, sóc ta hóa vũ phu đánh đập máy chuyển biến, ai rẻ nó bắn ra cuối phát trước khi trầu trời. Thế quái nào nút xả cuốn trôi hạt rẻ trong bồn cầu ra ngoài vũ trụ, quá đủ rồi, sóc gầm rú như điên. Dường như có thêm vài tảng thiên thạch hướng về trái đất. Bắc bên này sử dụng mũi thính hơn cờ hó đánh hơi. Hai anh em nhà chồn túi bị Bắc dụ rằng đá có thể nói chuyện. Chúng tưởng thật nên dí mũi hửi hửi. Trước mắt bạn nhỏ này là Chu Bin, tài lanh tí đớp, may sao Bắc kịp ngăn cản. Cặp chim sâu lo lắng thái quá về hôn nhân. Peter sợ nếu họ xảy ra mệnh hệ gì thì người cô ấy yêu mãi mãi là Julian. Thân già này còn chưa có mối tình vắt vai còn nghe hai khứa này nói nhảm. Sid trấn an Peter và Julian sẽ sớm về một nhà mà không chuyện gì xảy ra. Để cô bé nghĩ tích cực hơn, Sid mời hai anh em nhà chồn túi, với phong cách kỳ lạ và kiểu tóc bơ phẹt, lựa dần mẫu cho hôn lễ đi nhé. Manny và Emily đi phía sau hai con, thay vì vui vẻ chúc phúc, Manny bên lại đá đểu Julian. Thấy cậu bé quay lại thì đánh trống lảng, Emily phát chán khi chồng mình xăm soi con rể từng chút một. Anh ấy còn ích kỷ muốn phá hủy mối quan hệ của con gái, muốn Peters mãi mãi bé bỏng và cần sự che chở của bố mẹ. Vừa hay Bắc lụm được mảnh nhỏ thiên thạch, anh em nhà cồn túi cũng nhặt mỗi đứa viên. Cái thứ này phải nói như nam châm, mảnh nhỏ với mảnh nhỏ hút vào nhau, Eddie và Crash cũng vì thế xô chạm nhau, phải nói họ có sức hút quá nhỉ. Ba cha con nhà Roma El Sol vừa hay thấy đội hình Bắc, họ như con thú hoang lao về phía. Bắc cảm nhận có kẻ ám sát, anh vội vàng kêu nhóm thay đổi hướng, thấy Bắc có hơi lạ nhưng cả nhóm không nói và đi theo chỉ dẫn. Bắc dẻo dai tránh được cái mỏ Gavin, hắn vụt qua và mất dấu Bắc. Cả nhóm đi tới một con sông, rồi bây giờ qua sông kiểu gì vậy chế? Bắc cầm khuôn cổ xem xét, trong này có ghi. Khi ấy trên vũ trụ, Edward điều khiển tàu chiến hút bé hạt rẻ lại, vô tình hút cả hành tinh phía sau hạt rẻ, sức nặng của nó khó điều khiển. Edward múa may điều khiển điên cuồng. Hành tinh đó dí sát trái đất, hút bề mặt Thái Bình Dương, mà thế quái nào trùng vị trí với nhóm Manny, nước sông lộn lên trời lơ lửng tạo hướng đi như thật. Bạn sóc của chúng ta quậy từ cái nọ sang cái kia, nó quệt chúng tia gì đó khiến nó lao tới trái đất, đáp xuống nơi nhóm Manny. Sương mù dày đặc giảm tầm nhìn. Sierra phát hiện mình có dòng điện từ tay và Diego cũng vậy, nhìn Manny kìa. Voi ma mút có dòng điện trên lọn tóc, Diego cũng bị sù lông. Cười người hôm trước hôm sau người cười, mày hả bưởi, Bắc cảnh báo mọi người lâm vào cơn bão tử, đề nghị họ tránh xa cái cây. Bắc đá phải hai tảng đá, anh quay sang nhắc nhở nhẹ không được bắt chước tạo lực, nước đổ đầu vịt khi hai ông con này chạm tay vào nhau. Cùng lúc đó bộ ba cha con nhà Gavin cũng tìm thấy Bắc, nào các con sẵn sàng chuyến bay. Vừa nói xong đã có tia sét đánh vào người. Còn từ đâu mà ra nữa, anh em nhà chồn túi. Bởi lực ma sát từ hai anh em kia đã kích động tảng đá gần đó, chúng răng lối khắp đường ngăn chặn nhóm Manny, khi này chỉ có thể xách quần chạy. Không may Peters bị kẹt lại bởi luồng sét, Julian muốn tới cứu nhưng bị cô ngăn lại. Manny thấy con gái gặp khó khăn mà thằng chồng nó chỉ đứng nhìn, ông tức giận hiển trách và cùng Emily nhảy xuống cứu. Peters nhanh chân nhảy lên cây, cô rất ngạc nhiên khi giờ bố mẹ mình bị nhốt chỏng. Diego thấy bạn gặp khó không thể không cứu. Anh thông minh trả hai anh em chồn túi lao về phía đó, để hai tia xanh tím chạm nhau sao cho cả bọn có thời gian chạy, lòi cuống họng cuối cùng cũng ra khỏi khoảng vi chứa tia sét. Khi này Bắc phát hiện có một em bé lạc trỏng, anh liều mình lao vào cứu mặc cho sự ngăn cản mọi người. Tưởng Bắc đã về nơi chín suối, ngay lúc này một khúc cây bay tới, tách ra thì thấy Bắc đang ôm em bé. Baby này có hơi lạ thì phải, gỡ tã ra hóa ra là một quả bí ngô, cái quái gì vậy cậu coi nó là một em bé. Mọi người nhìn Bắc với ánh mắt phán xét, thôi nào anh bạn. Con bé chỉ hơi vàng da một chút, còn các tên sao ta, Branwyn nhé. Trời sắp lặn nên cả nhóm dừng chân ven đường nghỉ ngơi. Manny chủ động rủ Julian chơi với mình một trò, dành thời gian cho Emily đặt tình huống với Peters. Mammoth mẹ nói đến hôn nhân, để Crash và Eddie đóng giả trẻ sơ sinh đi kèm những rắc rối Peters sẽ gặp phải khi cưới chồng, nhằm thay đổi suy nghĩ con gái. Peters nhìn đi nhìn lại, cô không chịu nổi cái tình huống quái quỷ này. Peters khó chịu gạt mọi chuyện qua một bên, nói lên quan điểm không phải Mary nào cũng giống nhau. Phía bên Manny cùng Julian chơi đánh golf phiên bản 2, anh lỡ dùng lực mạnh lên gạch đá khiến nó bay thẳng lên trán cậu bé. Peters gần đó hốt hoảng chạy tới bên chồng sắp cưới.
Họ tụ tập bên lửa trại, Peters trách bố mẹ của mình, cho rằng họ không thích Julian dù anh ấy thuần khiết tốt bụng, cô muốn mình làm chủ cuộc đời bên cạnh người mình yêu, chứ không phải sự gò bó từ bố mẹ. Gia đình nhà Manny cãi nhau cho tới khi giờ đi ngủ, họ có đôi có cặp, riêng Buck ôm con gái của mình say giấc. Roger lén nhìn cảm thán hai cha con so cút, nhưng cậu phải mau chóng thực thi nhiệm vụ. Bạn còi này đột nhập cửa trước ra từ cửa sau, trên chân còn cắp thứ gì đó, bay về phía cha mình và anh trai, khổ nỗi hậu đậu và phải vách đá rơi xuống bên dưới. Gavin và Zerti tiến xem thằng cha này làm ăn thế nào, cái gì thế kia, người cạp con gì về thế này. Hóa ra Roger cướp nhầm bà ngoại của Sid, còn bé bí ngô dĩ nhiên còn trong tay Buck. Bà ấy nhìn về phía Zerti, ánh sáng chói lóa lầm tưởng hắn là thiên thần. Bà bám víu khiến Gavin khó chịu, gã nuốt chửng bà ngoại Sid vào trong bụng. Ai ngờ bà ấy có thể điều khiển Gavin từ khoang bụng, vặn vẹo leo tới tảng đá. Cậu ép Gavin ói bà ngoại Sid ra, không ngờ bà ấy lên lại bởi dưới có vật này. Gavin hoảng loạn cho bà ngoại Sid một đấm trở về bên dưới, phù có lẽ an toàn rồi. Mà bà ngoại Sid đáp đất trong bình an, ngủ ngon lành không hay biết có thứ gì đó trước mặt. Buck đánh chén một giấc ngon lành sau đó rời khỏi phòng, anh lẩm bẩm gì đó, thì phát hiện trước mắt vô số lông rụng và dấu chân của bộ ba khủng long kia. Cùng lúc đó nhóm Manny hoảng loạn tìm bà ngoại Sid, tôi nghĩ bà ấy bị bọn thù tôi bắt đi. Cái gì cơ, vậy là trước giờ cậu lừa chúng tôi theo để trốn bọn chúng, không phải ý tôi là. Đang gay cấn thì Diego đánh hơi được gì đó, lần theo mùi hương cả nhóm thấy viên thiên thạch siêu to khổng lồ đằng xa, tìm được rồi nhưng bà ngoại của tôi. Sid có thể nghe thấy tiếng bà ngoại thế giới bên kia đang thét gào, nghe kỹ hơn cả nhóm chắc chắn bà ấy còn sống. Tới bên cửa thiên thạch, họ thấy bà ngoại Sid đang được anh thỏ đẹp trai tẩm quất, họ miệng chữ A mồm chữ O, thỏ kia vác bà ngoại chạy đi đâu đó không biết. Nhóm Manny đuổi theo, xung quanh vùng đất pha lê lấp la lấp lánh. Vùng đất này tiên tiến thật đấy, có cả thảm bay nữa cơ chứ. Bỗng nhiên một cô lười xinh đẹp bay tới và dừng chân trước mắt họ, không có gì lạ khi bà đánh mắt tới Sid. Ồ ồ a thật đẹp trai, ta bị trúng tiếng sét ái tình. Cô lười huýt sáo gọi đồ đệ đẩy Sid về phía mình, họ cũng khá ngạc nhiên vì công chúa đi thích cái thằng trà lộn thuộm này, cơ mà kệ. Xin chào Handsome, em tên Brooke, cô nàng đánh giá khuôn mạnh tỷ lệ hàng của Sid, tâng bốc quá khiến nhóm Manny phải hạn hán lời. Coi như chúng tôi chưa nghe thấy gì đi. Buck xen vào giữa, sắp chết đến nơi rồi còn ngồi hú hí. Ôi vậy thì căng quá, để tôi dẫn mọi người đi gặp thủ lĩnh, biết đâu ông ấy có thể giúp ích được gì thì sao. Vừa nói xong tảng đứng nứt ra, họ tách nhau trên thảm bay, nơi lạ lạ này hay phết nhỉ. Công trình lộng lẫy đã thế, dân cư còn phát triển công nghệ tiên tiến. Brooke đưa mọi người tới trước mặt thủ lĩnh, ông ấy là một con lạc đà có niềm đam mê ngồi thiền và tập yoga. Buck ngỏ lời cho họ miếng pha lê để ngăn chặn thiên thạch, cơ mà ông lạc đà này không đồng ý, bởi viên pha lê này quyết định tuổi già của họ. Nhìn chú thỏ này đi, trẻ hơn bà ngoại Sid mà đã hơn 300 tuổi rồi đó. Peters lo lắng sự sống còn của mình, cô và Julian ra một góc tâm sự, anh ấy an ủi cô, cho dù có chuyện gì vẫn sẽ ở bên. Enly và Manny phía sau nhìn con mình hạnh phúc như thế, họ nghĩ đã đến lúc ngừng làm khó con rể. Peters từ khi gặp cậu ấy đã trưởng thành hơn, đáng ra họ nên ủng hộ mới phải. Về phần Sid, anh nằm trên giò Brooke và nghe cô ấy đàn bài nghe chơi, cô nàng cảm thấy anh ấy thật ngọt ngào. So với mối tình trước đây, lần này Brooke hẹn hò với Sid những 12 phút, cô nàng còn lật kèo cầu hôn Sid. Anh khá ngạc nhiên nước đi táo bạo này, tất nhiên đồng ý nhưng phải có vật định tình, Sid cuống cuồng tìm kim cương hột xoàn. Sid bứt pha lê mặc cho sự ngăn cản của Brooke, anh nhất định phải lấy nó chứng minh tình yêu của mình dành cho em. Thời khắc nhổ viên pha lê bỗng dừng mặt đất di chuyển, quả thiên thạch kia cũng vỡ ra. Không còn lớp bảo hộ nữa khiến Lamer tức giận, ông ấy lao tới trách Sid nuôi ong tay áo, dứt lời trở về hình dáng già nua. Người dân tới Brooke đều hóa già, mặc kệ sự điên loạn của bọn họ, Buck chỉ để ý đằng xa có ngọn núi bốc khói, đây rồi nơi tập kết bảo vệ vạn vật. Tới bây giờ ông lạc đà vẫn cố chấp muốn giữ đống pha lê lại, Brooke phải khó lắm mới khiến Lamer thay đổi ý định. Buck lên kế hoạch tỉ mỉ, bước một tạo áp lực bằng cách che lấp vài lỗ hổng núi lửa, thứ hai gom tất cả số pha lê về nơi chính chủ kia, còn chần chừ gì nữa lao động là vinh quang. Dân ghe Utopia cùng nhóm Manny chu tâm quăng pha lê về miệng núi lửa, Buck đứng quan sát tầm nhìn viên thiên thạch kia, ước tính thời gian sẽ kịp có khi thừa cho tới khi, con sóc báo này trên vũ trụ tăng tốc quá đà, đẩy thiên thạch về phía trái đất, điều này làm thay đổi thời gian, ngắn hơn so với mức dự định. Julia cực liệt kéo viên pha lê to trả bá, Manny tới bên giúp sức thì từ đâu Gavin xuất hiện, hắn đâm vào đường thông hành để viên pha lê rơi xuống dưới. Giờ thì có nhiệm vụ làm phân tâm sự chú ý người dân, sao cho họ không thể cùng lấy viên đó. Buck nhắm máy bắn đá tự chế về ướng Zerti, từ đâu Roger xuất hiện khống chế Buck để bảo toàn anh trai của mình. Gavin cũng đáp xuống theo sau để rửa hận, Buck vội vàng giải thích họ cần phải lấy viên đó sớm nhất có thể, một khi cái thiên thạch lớn kia mà rơi xuống có mà chết cả đám. Gavin thấy rằng thật nhảm nhí, hắn cười như được mùa vì nghĩ có cảnh có thể giải quyết được vấn đề, không nhất thiết phải sống trên cạn. Roger nhận thấy nguy hiểm trước mắt, anh khuyên bố mình suy nghĩ lại,
Một khi thứ đó xuống, không chỉ chúng ta mà cả thế giới đều bị tàn phá. Bắc cũng xen vào, bản thân là một người cha, anh ấy sẵn sàng hợp tác với kẻ thù để bảo vệ tương lai con cái. Gavin nghe những lời này, cuối cùng cũng nhượng bộ đồng ý hợp tác. Bộ ba cha con cắp miếng dây và leo lên miệng núi lửa, tính thả chỏng thì vài quả lửa đâm vào làm cha con Gavin lộn nhào, viên pha lê tụt xuống dưới một chút. Manny nhanh chóng rủ Julian cùng mình đẩy nó tới miệng núi, Ellie và Diego có nhiệm vụ sơ tán mọi người rời khỏi nơi này. Sức lực hai cha con như thế không đủ, Julian nghĩ ra một kế hoạch, Manny không chắc điều này cho lắm. Đến khi Julian nói mình làm điều này vì Peaches, muốn thấy cô ấy hạnh phúc và anh muốn thể hiện, mình có đủ khả năng bảo vệ Peaches. Manny nghe vậy không ý kiến gì nữa, họ buông viên pha lê, để nó lùi về sau một cách tự do. Mọi người gần đó không hiểu họ đang làm cái gì cho tới khi viên pha lê tụt xuống, thì ra ở cuối có dốc vòng. Julian tận dụng điều đó để nó trở lại miệng núi lửa. Lúc này nó sát xíu rơi tới miệng núi lửa, hồi hộp đợi chờ may mắn đã nở nụ cười, nó hòa nhập đồng loại. Manny và chàng rể vội vàng chạy khỏi đó, quả thiên thạch kia sát tới chân rồi nhưng vẫn không có động tĩnh từ núi lửa. Bà ngoại xích phát hiện còn một nơi chưa bịt, dùng cây nạn chọc vô, cùng với đó vụ nổ lớn pha lê phát tán. Mọi người hiện tại chỉ có thể mong chờ thần linh phù hộ. Đám khói kia cần thêm nhiệt năng để hút thứ kia về mình. Những viên pha lê còn sót lại từ từ bay lên. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tia sét kia thành công hút thiên thạch bay xa, kế hoạch thành công mỹ mãn. Người dân Geltop, Ians và nhóm Manny ăn mừng chiến thắng. Song song điều ấy, một lễ cưới sắp sửa diễn ra. Sid buồn rầu khi phải chia ly cô bạn gái của mình. Brooke có khuyên Sid còn tương lai phía trước, cô ấy già rồi không thể đi cùng anh ấy. Trước khi chia tay, Sid khắc mình lên mặt băng tặng Brooke, đằng sau cũng là hình ảnh cô ấy, coi như tình yêu của họ không bao giờ phai nhòa. Bà ngoại Sid chọn ở lại với tình yêu của mình. Sid còn tương lai và tuổi trẻ, cậu nên theo đuổi con đường của mình. Khi này Lamer đang tắm suối nước nóng với đồng bọn, bỗng nhiên một viên thiên thạch rơi xuống bồn tắm. Sự trẻ hóa mau chóng này nở xung quanh họ. Bà ngoại Sid trẻ lên vài chục tuổi khiến người yêu thỏ mê đắm. Brooke không biết từ khi nào hồi phục tuổi tác. Phía bên khách mời tham dự đã đầy đủ. Vài đứa trẻ khi trước còn sợ sệt Cyril và Diego, khi biết họ giải cứu thế giới nên tự động bắt chuyện. Ngoại hình họ có hơi hung tợn nhưng tấm lòng họ hiền hòa tốt bụng. Ngồi phòng chờ Peaches còn rất lo lắng không biết mình có thực hiện được. Manny và Ellie thay nhau an ủi con gái. Khi trước đã quá khắt khe chuyện chọn bạn đời con gái, nhưng nhìn nhận Julian là người tốt, họ sẵn sàng gả cô cho anh ấy. Khoảnh khắc linh thiêng, hai anh em chồn túi thay nhau tung hoa cưới. Manny dẫn Peaches về phía Julian. Cha xứ Sóc còn chưa nói hết câu, hai đứa đã đồng ý. Từ nay về sau, Julian và Peaches chính thức về chung một nhà. Sid vui là thế, cho tới khi nhìn tấm khắc hình Brooke, anh ấy nhớ cô ấy, quay đầu tính rời đi thì thấy nàng thơ. Hai đứa tái ngộ với nhau, Sid không thể tin có thể gặp bạn gái. Tiện đây Brooke có hát bài vừa dành tặng lễ Vu Quy và anh bạn trai, ban nhạc Sóc một bên cũng phải cảm thán chuyện tình bọ Sid. Ellie khắc họa cuộc đời của từng người trong gia đình lên đá. Đầu tiên là anh người yêu Manny, mất gia đình mình vào tay những người thợ săn. Tiếp theo Sid bị gia đình ruồng bỏ vì cái nết thích chọc chó cho người ta bực. Rồi Diego tính nóng, võ công cao cường thách thức bầy đàn của mình. Cuối cùng định mệnh đã đưa bộ ba lạc tông này lên với nhau để chăm sóc và bảo vệ một đứa bé. Sau đó mọi nỗi buồn của Manny được mang đi khi vũ trụ gửi Ellie đến cho cậu. Chuyện tình 19 tấn gây động đất này đã đưa thêm 3 thành viên mới vào gia đình. 7 người trải qua vô vàn khó khăn, hiểm trở thì tình cảm cũng trở nên gắn kết hơn. Khi cả bọn lạc vào thế giới mất tích của loài khủng long sống dưới lớp băng, thì gặp thanh niên chồn gan dạ, thích mạo hiểm tên Buck. Hai anh em Pras toàn rủ nhau chơi mấy trò nguy hiểm, ví dụ như leo lên đỉnh băng để trượt. Chuẩn bị lao xuống thì nghe thấy tiếng Ellie từ đâu vọng đến, cảnh báo không được chơi ngu. Pras tụt hứng nói ra những suy nghĩ của mình cho Eddie nghe, cậu không muốn Ellie cứ mãi nhắc hai người không được làm này làm kia. Cho dù lời khuyên có đúng thật, thế là hai thanh niên muốn dọn dã ở riêng, nghĩ đến hang động lấp lánh có nhạc giật giật vui tai. Pras lấy cây cắm xuống lớp băng, nhờ trời đất chứng giám cho tư tưởng riêng mình, không ngờ tảng băng vì quá ủng hộ mà sụp luôn. Bên dưới chân núi, Manny và Diego đang phải nghe Sid luyên thuyên mấy thứ không ai hiểu. Hai người lấy mấy quả thông che tai lại, cũng vì vậy Manny không chú ý đến lời Ellie đang nhắc sắp có tuyết lở. Hai thanh niên chồn túi vẫn còn hăng say tận hưởng niềm vui, không biết anh chị em bạn gì mình ở dưới đang sợ thế nào. Trận lở tuyết còn làm bay luôn môi trường sống mùa hè được dựng suốt mùa xuân. Nói chung Manny tức giận vì Crash và Eddie phá tan tất cả trong tích tắc. Manny nói không lại nên nhường Diego ra mặt, vuốt mới được bật lên thì Ellie ra binh. Sid là người hòa giải hai bên, dùng cụm từ tôi cảm thấy để bày tỏ cảm xúc, mà làm xong muốn lao ra phố đi bộ giải quyết. Còn hai má khẳng định vì Ellie nên mới ở lại đây, Manny nghe xong cười ẻ. Hai má này thả ra chắc không sống được đến sáng hôm sau, nhưng dù gì thì cũng đến lúc nên độc lập không ỉ lại nữa rồi. Tuy nhiên Ellie không đồng ý, biết Crash và Eddie không thể tự mình làm được điều gì. Cảm thấy bị xúc phạm,
Crash và Eddie quyết tâm ra ngoài và tự khắc dấu ấn của riêng mình lên thế giới. Tối đến, sau khi Crash và Eddie đang ngủ, Manny và Ellie lại tranh luận về chuyện nên để hai đứa kia sống độc lập, nhưng chỉ có Skill giả chết thì tồn tại ngoài tự nhiên kiểu gì. Crash và Eddie là người thân của Ellie, từ khi cô còn nhỏ được má chồn nuôi lớn, khi má chồn qua đời ba người sống nương tựa vào nhau. Ellie được đưa lên làm trưởng trong nhà, nên giờ Ellie có trách nhiệm trông chừng hai đứa. Nhân lúc mọi người ngủ say, Crash và Eddie tỉnh dậy bay qua nhảy lại tưởng đang coi Spy 7, đến chào tạm biệt Ellie rồi rời đi. Sáng hôm sau thức dậy, Ellie không còn nghe thấy tiếng Crash và Eddie nghịch ngu nữa nên gọi mọi người dậy. Nhận ra hai đứa kia đã đi mất tiêu, Ellie đổ lỗi cho Manny vì đã bảo Crash và Eddie rời đi, hảo huynh đệ còn châm thêm dầu vào lửa. Ellie lo lắng vì cả hai đứa đều thuộc dạng mù đường bẩm sinh, nên cả bọn đành phải cùng Ellie đi tìm Crash và Eddie. Hai thanh niên tự lập được một đêm, tiếp tục đi theo tiếng gọi của định mệnh, cuối cùng bị sụp hố sấp mặt, vô tình lọt vào lối đi đến thế giới mất tích. Cả hai lên đường đi tìm thế giới mất tích, đi hoài đi mãi cuối cùng cũng tìm được lối vào. Vừa đi vừa hét là mấy con rồng tỉnh dậy, kéo theo con boss của tụi nó lần theo. Boss búng tay ra đốm lửa, hai con rồng nhìn thấy lửa thì bị thu hút làm theo lời con boss. Tính xem đứa nào ở lại hy sinh cho đứa kia thoát, rơi xuống vách núi lộn mấy chục vòng đã hạ cánh an toàn. Tới được thế giới mất tích chưa gì đã bị con nhện độc khổng lồ dí theo, sắp hóa thành người âm phủ tới nơi, thì đụng ngay ông khủng long bị dị ứng với chồn túi, thế là ông thở một cái Crash và Eddie bay đi. Sau đó được con rồng của Idol Bắc chụp được, Bắc tưởng những thành viên còn lại của gia đình cũng sẽ rơi từ trên trời xuống, để tính đường mà chụp. Chưa tính xong thì hai con khủng long ban nãy rơi xuống muốn lật ngửa cả đám, cơ trưởng Bắc cưỡi khủng long lạng lách đánh võng, làm hai con khủng long cắm mặt vào đá. Bắc cảnh báo Crash và Eddie về con khủng long tên Ocean vừa trốn chạy, đang có mưu đồ muốn thống trị thế giới mất tích. Bắc đành đưa hai con ngốc nghếch này đến nơi an toàn, để tránh việc chúng bị làm gỏi. Crash và Eddie vô tình lọt vào mắt xanh của cây ăn thịt người Brenda, cũng nhờ Bắc gặp ai cũng quen thú rừng. Crash và Eddie nói cho Bắc nghe việc mình chính thức dọn ra ngoài, ở một cách quang minh chính đại, nhưng Bắc nghe mùi chém gió nồng nặc nên hai đứa đành khai thật mình lén trốn đi. Bắc đề nghị đưa hai ông trẻ đi vì chống lại Ocean đủ mệt rồi, gánh thêm hai ông này nữa là còng lưng không ngóc đầu lên nổi. Nói là làm Bắc đưa hai anh em về lại cái hang để đi ra ngoài, gặp ngay tảng đá to đùng chặn đường, Bắc lên giọng để nó tự dịch chuyển đi chỗ khác. Này không biết chơi mấy chục cân đồ mà đi nói chuyện với tảng đá như đúng rồi. Ocean đứng ngay sau lưng nói chuyện, mà tưởng tảng đá đã được nhân hóa để bày tỏ nỗi lòng. Nhìn thấy Ocean, Bắc hỏi ngay bí quyết rời khỏi đảo Dung Nham mà chưa ai từng thoát được. Không bí quyết gì đâu bé ơi, não anh to nên anh xài thôi. Cũng chính Ocean đã đặt tảng đá này ở đây để ngăn chặn Bắc, phần lớn loài khủng long đều có bộ não bé và không biết nói. Nhưng Ocean là một ngoại lệ, bà Tân Block mà thấy chắc cũng choáng, hắn dùng trí thông minh của mình để thống trị nơi này. Thông minh là vậy, nhưng đọc tên người ta còn sai nên bị đánh cho bay IQ. Tao yếu nhưng anh em tao đông, Ocean liền gọi hai tên khủng long ra bảo kê mình. Crash và Eddie kêu giả chết như mọi lần, nhưng Ocean kêu hai tên đệ của mình cứ ăn thoải mái vô tư. Bắc dùng dây khóa mò lại quăng chúng về phía Ocean. Trước khi trốn thoát còn nói câu tạm biệt cho hào nhoáng rồi mới nhảy nữa. Ocean bày mưu hạ gục Bắc, trong lúc còn đang đứng mắng hai đứa em, Ocean không chú ý đến cặp mắt đang nhìn mình. Bắc bảo Vanellope đi trốn, rồi đưa Crash và Eddie về nhà mình. Lúc vào nhà còn chụp hình kiểu Facebook ai người đấy đẹp, hai ông trẻ đi qua nhà trong khi Bắc đang trả phí trông trẻ cho quả dưa chuột. Bắc ôm con gái bí đỏ ra gặp Crash và Eddie, hai ông tranh thủ xin ở ké và hứa sẽ chăm sóc con gái dùm. Tuy nhiên Bắc là người chơi hệ solo, chỉ cho Crash và Eddie ở ké đến khi hạ được Ocean. Hai ông trẻ liền đề nghị giúp Bắc ngăn chặn Ocean, gia chủ còn chưa đồng ý thì đã phải chứng kiến cảnh nhà mình bị phá. Ellie cùng Manny, Diego và Sid vẫn miệt mài đi tìm Crash và Eddie. Diego không ngừng đánh hơi mùi của hai đứa, nhìn Ellie lo lắng cho Crash và Eddie. Manny nói chắc kèo sẽ tìm thấy hai đứa, mà nếu không tìm thấy hai đứa thì sẽ cho hai đứa bay màu luôn. Trong khi Ellie đang sầu não thì hai thanh niên ở nhà Bắc chơi cosplay đánh nhau, cùng nhau bàn kế hoạch để hạ gục Ocean. Thời còn solo bản thân Ocean đã vô cùng cứng cỏi rồi, nay còn có đàn em nên chắc sẽ khó nuốt hơn. Hồi xưa Ocean từng bị chọc vì cái đầu đội của mình, càng ngày đầu hắn càng to lên và não hắn cũng vậy, sau đó bắt đầu ảo tưởng rằng bản thân cao siêu hơn người khác. Trong khi Bắc theo tư tưởng ai cũng như nhau, thậm chí còn mời Ocean về đội của mình, cùng chung sống hòa bình với muôn loài. Thế nhưng Ocean không muốn hòa bình, hắn muốn thống trị. Vì Bắc đã ngán đường hắn nên hắn đã gài bẫy, cuối cùng team của Bắc bay màu hết, chỉ còn hai người sống sót. Nhưng đồng thời Bắc đã phong ấn được Ocean trong đảo Dung Nham, tưởng ở trong đó hắn sẽ thay đổi cái nét của mình. Nhưng không, hắn lại càng muốn trả thù. Hai tên đệ từng muốn xơi hắn, nhưng với trí thông minh của mình, Ocean liền sử dụng lửa để điều khiển chúng.
Thế là hai tên đệ cặm cụi xây đường cho Orson thoát khỏi đảo dung nham, câu chuyện kết thúc. Đến giờ Crash và Eddie đi ngủ thì hai con đệ của Orson xông vào, Buck nghe thấy tiếng và cố dụ chúng ra xa. Sau đó về ra hiệu cho hai ông trẻ, đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu là đây. Miêu tả một hồi cũng là Crash và Eddie phá game, hai tên đệ tính xử Buck nhưng không biết ai thả khí gas ra làm chúng xỉu ngang. Crash và Eddie miễn dịch với loại khí này, trong khi Buck cũng gục luôn, mở mắt ra thấy mình đã được Crash và Eddie bưng ra ngoài. Buck tìm một hồi không thấy con dao đâu, thì ra chủ nhân của khí gas ban nãy tên Z, cũng là người đồng đội duy nhất sống sót cùng Buck. Sau màn giới thiệu sơ yếu lý lịch xương xương, bốn người lên đường ngăn chặn Orson, Z cảm thấy thích Crash và Eddie. Ở cạnh hai ông trẻ này sẽ thấy mình thông minh hơn. Orson vào nhà của Buck lục lọi, đã bực còn gặp hai thằng ngáo ngơ thích nhại theo mình. Hắn quăng đổ cảnh cáo, không ngờ làm bể gương nhà người ta luôn. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong tấm gương vỡ, Orson biết mình cần tuyển thêm lính, chứ có mỗi hai thằng ngáo này chắc còn cái nhịp. Buck phát hiện mấy con khủng long đang lùa các con vật khác tới hồ chứa nước, không ai biết chuyện gì xảy ra nên vẫn ung dung thả thuyền uống nước. Z muốn bản kế hoạch tác chiến, nhưng Buck bay đến cảnh báo cho môn thú rời đi vì sắp có mối đe dọa lớn. Chưa kịp nói hết thì đám khủng long nhảy ra, dọa làm đám thú chạy tụt quần. Buck chặn đám khủng long để mở đường cho mọi người, chắc tưởng có ba con khủng long nên nghĩ game này dễ. Cho tới khi Z chỉ cho Buck thấy Orson mang nguyên đội quân đến nói chuyện, thôi 36 kế chạy trước đã có gì tính sau. Orson cưỡi khủng long đến đe dọa các thứ, giờ muốn đánh bại được Orson, cần lập kế hoạch kỹ càng. Đang chỗ căng thẳng dầu sôi lửa bỏng, thì tự nhiên Eddie hỏi tên của Z có viết tắt không. Quay lại chủ đề, Z đề nghị đi tìm giúp đỡ, Buck đồng ý và đưa mọi người đến con thuyền mà cả Buck và Z làm ra. Đi được nửa ngày đến sông chim săn mồi, Crash và Eddie ngồi không chán quá nên bày ra 1000 câu hỏi vì sao Buck và Z chung team mà không hợp tính. Sau đó hai ông trẻ dùng phương pháp của Sid để hàn gắn mối quan hệ, mà toàn thấy chửi nhau dữ hơn. Đến tối Crash và Eddie cảm thấy nên sống đúng với lời thề sẽ trở nên độc lập, làm gì đó để nở mày nở mặt với đời. Nhìn qua thấy Buck ngủ gật, hai ông trẻ quyết định thay Buck lái tàu, không biết nhìn bản đồ nên vứt đi luôn cho tiện, lái theo lời vũ trụ mách bảo. Sáng hôm sau, Crash và Eddie hái mấy quả dại có độc đến cho Buck, chắc nghĩ mình kháng độc nên ai cũng có thể kháng độc giống mình. Chưa hết còn mang cả rắn độc đến nhảy dây cho bớt chán, nhưng nhìn Buck và Di không thích nên quăng đi, lấy ra hai con thằn lằn lửa ra khoe. Con thuyền trôi theo sông cuối cùng đến được đầm phá mất tích, Buck lấy vỏ ốc lên hú một hơi để triệu hồi người bạn cũ, là khủng long Tyrannosaurus ở phần 3. Hồi xưa Sid có nhận trông mấy đứa con cho bà, nên tính ra cũng có quan hệ bạn bè. Buck tin tưởng sức mạnh 15 tấn này sẽ đè bẹp bất cứ đứa nào, xui sao ngay lúc cô ấy đang bị sâu răng. Buck vào trong tìm được cái răng sâu muốn nhổ, nhưng khủng long bạo chúa không chịu. Cuối cùng Di đành lấy khí gas gây mê cô ấy, hai người cùng nhau nhổ cái răng ra. Đúng lúc đám khủng long kéo đến mà sức mạnh 15 tấn ngủ mất tiêu, gọi kiểu gì cũng không dậy, Buck thả vài quả bom cho Tyrannosaurus tỉnh mộng, nhưng khí gas mạnh hơn nên cô ấy lại gục. Orson cười vào mặt Buck, đi cái nước gì mà vô dụng dễ sợ, nói năng một hồi Orson gọi đám đàn em vào tấn công. Team 4 người nhưng chỉ có 2 người là chiến đấu, còn 2 đứa kia chán chả buồn nói. Crash và Eddie vọt lẹ lên cây để trốn, Z và Buck đánh một hồi, tự biết sức mình yếu nên hai ông trẻ chạy xuống rủ Z và Buck lên tảng đá tránh nạn. Buck thấy trốn tránh không phải là cách, nên tự giao nộp bản thân để mọi người có đường chạy. Buck bị nhốt vào củi và đưa đến hồ nước. Sau khi đến được chỗ con thuyền, Z hẹn gặp Tyrannosaurus tại hồ tới nước, sau đó đưa Crash và Eddie đi. Các sinh vật khác sợ hãi trước Orson và đàn em, nhìn thấy Buck bị nhốt vào củi thì bất lực. Crash và Eddie cảm thấy bản thân mình vô dụng không giúp được Z, còn khiến Buck bị bắt đi. Z vực dậy tinh thần của hai ông trẻ, lên kế hoạch để giải cứu Buck, không cần hai ông trẻ phải là bậc thầy tia chớp gì hết, chỉ cần có lòng dũng cảm không lăn ra giả chết là được. Z lên kế hoạch tấn công, nhưng chỉ với 3 người thì giống như là đem nước đổ ra biển. Nếu như biết được cách Orson điều khiển đám đàn em của mình thì tốt hơn. Z lên đồ cho Crash và Eddie tập luyện, hai ông đội này toàn quay sang việc rồi tấu hài. Nhìn thấy khủng long thì lăn ra giả chết theo bản năng. Nhưng nhìn thấy con dao của Buck thì Crash và Eddie tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ lên, cuối cùng cũng biết cách tấn công cho đúng bài. Cả nhà 4 người vẫn tiếp tục đi tìm Crash và Eddie. Sid có niềm tin mãnh liệt rằng hai đứa đã bay màu, nhưng Diego vô tình thấy dấu chân của chúng dẫn tới thế giới mất tích. Di cùng Crash và Eddie vào hang ổ của Orson, nhìn từ xa hai ông trẻ thấy mọi thứ nhỏ như kiến, Di cũng muốn tiền đình theo. Sau đó cả đám bật chế độ hoang dã và xông vào trận chiến. Bên ngoài mọi người cùng hợp sức đẩy tảng đá chắn đường ra, rồi vào trong đi tìm Crash và Eddie. Sid đứng tựa tay có một xíu mà tảng đá, như là bị u mê theo đuổi Sid khiến cả bọn phải nhảy xuống vách. Mới tới thế giới mất tích đã được Tyrannosaurus kể rõ sự tình, cả đám biết chuyện Crash và Eddie đang gặp rắc rối liền hướng về hồ tới nước.
Orson còn muốn nói lời tạm biệt với Buck trước khi đám đàn em sơi tái. Ai dè Buck nói sảm quá nên Orson cho thịt luôn. Crash và Eddie từ trong hang hốc bắn đá ra tấn công đám khủng long. Di chạy tới đâu xịt khí ra tới đó, khiến mấy con khủng long say rắm tập thể. Orson xử Buck cho nóng, hắn đốt dây lồng rồi đạp xuống. Lửa cháy hơi chậm nên Di có thời gian cứu Buck trước khi anh ấy trở thành sashimi. Hai người song kiếm hợp bích xử lý bọn khủng long. Tyrannosaurus đưa cả đám đến đúng lúc. Crash và Eddie quẩy tưng bừng hạ được vài tên. Ai nhìn cũng hú hồn nhưng cũng giúp một tay đánh đám khủng long. Buck và Di tới solo với Orson, hắn gọi thêm hai đứa để đến bảo kê, nhưng Di chặn đường để Buck solo với Orson. Orson nhanh chóng đánh bại Buck, thấy đánh không lại nên Buck bật chế độ đa cấp, mời Orson về sống chung với muôn loài trong hòa bình. Orson đương nhiên không chịu và dồn Buck về phía vách núi. Lúc này Crash và Eddie hết đạn, cả đám bị khủng long vây quanh. Buck lấy lại tinh thần đạp đầu Orson thay đổi thế cục, tuy nhiên Crash và Eddie đang gặp nguy hiểm. Orson liền bật lửa ra hiệu cho đám khủng long tấn công hai đứa. Trời ơi, gì chữ lửa hai anh em ta không thiếu, lăn ra giả chết khiến đám khủng long làm theo. Orson thua mà không chịu nhận, bị Vanellope cắp lên trả Tyrannosaurus đánh đầu chơi, hạ cánh ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Crash và Eddie liền ra lệnh đám khủng long đuổi theo Orson. Hai anh em chuồn túi giờ đã không còn vô dụng như xưa, đã trưởng thành và dũng cảm hơn. Sau khi đoàn tụ với Enlil và mọi người, Crash và Eddie bày tỏ nguyện vọng được ở lại và gia nhập vào đội cùng Buck và Di. Enlil dù buồn nhưng cũng đồng ý, sau khi ôm ấp chia tay, chia chân, Enlil và mọi người rời đi, còn Crash và Eddie bắt đầu một cuộc sống đầy phiêu lưu mạo hiểm. Quan trọng tình yêu mà mọi người dành cho nhau vẫn giữ nguyên, vậy là Crash và Eddie ở lại sống chung với Buck và Di. Trên này gồm toàn bộ nội dung Kỷ Băng Hà, nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like, nút đăng ký và biểu tượng cái chuông, để khi nào mình ra video mới nhất còn biết đường thông báo. Cảm ơn và xin chào các bạn.